Bảo Khanh, xin thành tâm đảnh lễ Đức Tổ sư, Đức Thầy và chư vị bề trên. Xin kính chào toàn thể quý bạn đạo. Và kính thưa quý bạn đạo, lời đầu tiên mà buổi chiều nay Bảo Khanh muốn nói là con xin được mạn phép đại diện cho tất cả các anh chị em bạn đạo trẻ phục vụ trong đại hội ngày hôm nay, thành tâm tạ ơn chư vị bề trên cũng như cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng con được cơ hội phục vụ và học hỏi. Xin cảm ơn các cô chú, các anh chị trong ban tổ chức đã luôn luôn hướng dẫn cho chúng con, bỏ rất là nhiều thời gian, tâm huyết. Và đặc biệt hơn hết là chúng con xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý bạn đạo đã luôn luôn mở lòng thương yêu tha thứ cho chúng con. Và bên cạnh đó luôn khích lệ động viên chúng con, mà nhờ vậy chúng con mới được tiếp thêm dũng chí để mà phục vụ và học hỏi không ngừng. Và con xin chân thành tạ ơn. Dạ thưa, quay lại với chương trình. Kính thưa quý bạn đạo, qua buổi bàn thảo sáng nay cho thấy rằng đề tài tu và thiền rất hữu ích cho việc tu học của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa hiểu hết những lời giảng sâu xa của Đức Thầy. Do vậy, chiều nay, để tìm hiểu sâu sắc hơn về đề tài này, Bảo Khanh xin kính mời anh Huỳnh Minh Bảo lên điều khiển chương trình. Để bắt đầu chương trình, xin kính mời toàn thể quý bạn đạo đứng lên để chúng ta cùng đảnh lễ. Chúng con xin đồng tâm đảnh lễ Đức Tổ sư, Đức Thầy và chư vị bề trên. Xin kính mời quý bạn đạo an tọa. Con Quỳnh Minh Bảo xin thành tâm đảnh lễ Đức Tổ sư, Đức Thầy và chư vị bề trên. Minh Bảo xin kính chào toàn thể quý bạn đạo. Để tiếp tục chương trình thì các bạn đạo nào hồi sáng chưa có dịp mà để thực thi cái dũng chí của mình á, thì xin mời lên đây để ít nhất một lần đến đại hội được thực thi cái dũng chí của mình. Xin mời năm bạn đạo lên đây. Và bên phía Nam xin mời một số bạn đạo phía Nam dũng chí lên. Dạ. Xin các bạn đạo cho một tràng pháo tay an ủi, ủng hộ. Xin mời các bạn tự giới thiệu và cho biết cái số ID của mình và các bạn từ đâu đến. Xin giới thiệu là tên là Thi, ở US. Số ID là 222. Con xin đảnh lễ Đức Tổ sư, con xin đảnh lễ Đức Thầy, con xin kính chào quý bạn đạo. Con tên là Đương Lan, ở Thiền Đường Tứ Thông. ID của con là US 208. Dạ, con xin đảnh lễ Đức Tổ sư, con xin đảnh lễ Đức Thầy và chư vị bề trên cùng toàn thể quý vị bạn đạo có mặt hôm nay. Con là Nguyễn Ngọc Tiên, đến từ US 301.
Con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư và lễ Đức Thầy và các quý vị bên trên. Xin chào tất cả các bạn đạo. Con tên Phạm Duy Linh ở US. Số của con là 117. Hôm nay lần đầu tiên con lên đây con học chữ Dũng. Yeah. Chứ không có lên đây để trả lời. Tim con nó đập quá trời. Có gì sơ sót xin các bạn đã thông cảm. Lên vui mà lên đây. Dạ, cảm ơn nghe lời anh em lên đây. Mà tim nó nãy giờ nó muốn rớt ra ngoài. Lên vài lần là quen à. Tại vì đi năm nay năm sau nữa là hết rồi. hết đập rồi. Em nghe anh Thủy không? Hết đập mạnh chứ quên. Anh Thủy là anh vợ của em. Anh nói mày lên đây đi. Tao lên đây 4-5 lần rồi. Lên đây điểm mạnh lắm. Mày muốn hưởng điểm mày phải lên đây mày mới hiểu được điểm như thế nào. Đó. Cho nên lên đây nó có nhiều cái lợi cho nên em ráng ngồi đây. À. Dạ. Lên cái tập trung hướng về đỉnh đầu là tự nhiên bắt được. Dạ, dạ. À, rồi nhìn xuống thấy bạn đạo vui không? Dạ, thấy nhìn thấy khác ha, ngồi dưới nhìn lên thấy khác, ở đứng trên đây này nhìn xuống đã hơn á. Khác liền. Bây giờ bớt run chút. Con tên là Minh Lý. Số ID là US111. Tôi đến từ California, Hoa Kỳ. Con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư, Đức Thầy, chư vị bề trên. Kính chào quý bằng đạo. Xin cảm ơn các bạn đã xung phong lên đây. Là phải thiền, là phải hành, là phải thiền ha. Mà tại sao con người sống đầy đủ phải tu thì các bạn đã nhớ rồi ha. Không phải có nhiều đây đâu, còn nhiều cảnh đẹp hơn nữa, còn nhiều chỗ ổn định hơn nữa. Thì các bạn cũng biết là cái pháp mình nó quý như thế nào rồi. Nó về điển quang, nó như ý, nhanh nhẹ lắm. Mà nó quý như thế nào là tại công pháp không phải của người thế gian chế ra mà từ Đức Phật Di Đà. Thành ra chúng ta rất là may mắn được hiểu được và chấp nhận thực hành cái pháp môn này là cái may mắn vô cùng. Tại vì Phật Pháp khó nghe mà. Ít có ai mà nghe được những lời giảng cao siêu của Đức Thầy lắm. Mà chúng ta ở đây nghe được, hiểu được và làm được. Cái đó là cái điều rất là quý. Thì bây giờ hiểu được cái giá trị của pháp này rồi á, thì bây giờ chúng ta chuyện còn lại phải làm là cái gì? Hành pháp. Phải hành. Rồi, bây giờ phải hành. Nhưng mà chúng ta thì biết là cái thời gian ở thế gian này, mỗi khóa học của mỗi người nó rất là giới hạn, nó hữu hạn. Tới ngày là phải ra đi. Cho nên cái thời gian mà mình còn lại để thực hành á, thiệt ra không ai biết là nó dài bao nhiêu hết. Cái chuyện đó mình không có thể nào mà quản lý nó được. Bây giờ còn có một chuyện á, mình có thể làm á, là về cái vấn đề hành. Mình có thể gia tăng cái vấn đề hành của mình. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là mình phải gia tăng bằng cách nào để cho nó đúng, để cho nó khỏi bị mà quật ngược trở lại. Gia tăng bằng cách nào cho nó hữu hiệu. Vì câu hỏi đặt ra cho tất cả bạn, cho nhóm trên này trước và cho tất cả bạn đạo là chúng ta phải gia tăng cái thời gian công phu như thế nào, cái nguyên tắc nó phải làm như thế nào, gia tăng như thế nào để cho nó hữu hiệu. Dạ, theo con thì nếu mà mình muốn gia tăng, mình phải đặt ra cho mình một cái kế hoạch thời gian, mấy giờ làm việc gì, và con nghĩ là sắp xếp làm sao cho nó có cái trình tự một ngày á, mình làm bao nhiêu, mình thở bao nhiêu, cái giờ nào là giờ thở, và cái giờ nào là giờ thiền, là cái giờ nào là giờ ăn. Thì nếu mà mình muốn cho nó gia tăng mà đi nhanh đó, thì mình phải như vậy. Dạ, cảm ơn em. Cái đó là chúng ta, em đang lập một cái thời khóa biểu. Tại sao mà mình cần phải lập một cái thời khóa biểu? C-
Cái đó là chưa nói tới cái nguyên tắc mà gia tăng này, cái đó mới là lập một cái tập thời khóa điều. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Tập cho nó có một tập quán tốt. Có cái thời khóa biểu thì mình ít có bị lái đi chỗ khác. Nhiều khi mình biết là tới giờ đó mình phải làm công chuyện gì á, thì mình cho nó ưu tiên thì mình ít có bị lục căn lục trần nó lái mình đi làm chuyện khác. Rồi, cái đó là mới có cái thời khóa biểu thôi. Bây giờ cái nguyên tắc để gia tăng cái thời gian công phu nó phải như thế nào? Gia tăng thời gian công phu thì mình bị sắp xếp thời gian để cho có thời gian vừa thiền, vừa niệm Phật, vừa thở chỉ minh, vừa xuôi hồn, để cho có tật từ của cái là điểm của mình, cho có cái điện tu, và sẽ tâm của mình sẽ hướng về tu. Là cái đó cũng nó còn nằm trong cái thời khóa biểu mình sắp đặt mỗi ngày mình phải làm cái gì cái gì cái gì. Nhưng mà bây giờ mình làm á thì có thể là bây giờ mình làm ít, nhưng mà bây giờ mình muốn gia tăng cái thời gian công phu đó để cho mình tranh thủ thời gian. Là mình biết cái thời gian tại thế nó ngắn ngủi lắm, mà cái thời gian mình có thể công phu được đó, nó càng ngắn hơn nữa. Tại đến một cái tuổi nào đó có nhiều cái pháp mình không làm được nữa. Thành ra mình biết là cái thời gian công phu của mình nó rất giới hạn, mà cái thời gian mà mình có thể công phu nó càng giới hạn hơn nữa. Thành ra mình muốn tận dụng cái thời gian đó, tranh thủ thời gian để cho mình làm hết sức của mình, nhưng mà phải biết cách để gia tăng mà tận hưởng cái thời gian đó để cho nó không hoang phí và nó không có bị tổn hại tới cái việc tu tiến của mình đó. Mình phải có những cái nguyên tắc, phải có những cái nguyên tắc nào? Xin chào. Riêng cá nhân em thì em tu rất là trì trệ. Em biết em rất là giờ bò chứ không phải là đi nữa. Nhưng mà riêng cá nhân em thì em cố gắng như đi làm, em đi làm ngày 8 tiếng trong hãng. Thì em bỏ cái máy niệm Phật của thầy nghe bên tai, rồi cứ bật 8 tiếng vậy rồi niệm Phật. Có lúc sao lãng nhưng mà mình cứ bật hoài. Lúc về thì cố gắng thiền thở, nhưng mà nói thì nói vậy thôi cũng lười lắm, cho nên lúc nào cũng nghe băng thầy, cố gắng niệm Phật. Riêng cá nhân em thì em thấy mình bỏ tất cả nhiều thời gian cho cuộc sống quá, chỉ có một ít rất ít thời gian để mà cho tu học, cho nên những cái thời gian mà rảnh đối riêng cá nhân em thì em thấy dành cho niệm Phật, lại soi hồn thở cũng ít, nhưng mà cũng như em nói em chi chạy dữ lắm. Mẹ em thấy lúc nào cũng tu, nhưng mà tu được lúc nào hay lúc đấy. Dạ, mình cái niệm Phật. Cảm ơn anh. Mình xin đóng góp cái phần này. Nhân Bảo anh có đề đặt ra đó là mình tu như thế nào để mình cái thời gian còn lại của mình ngắn á, thì mình muốn gia tăng cái thời gian tu của mình thì làm sao để mà gia tăng. Thì theo tôi nghĩ là như cái cô chị bên này nãy có nói là trước hết mình phải có đặt ra cái thời khóa biểu cho phù hợp với cái đời sống của mình đó. Thì mình nếu tôi thêm cái một phần này nữa, trong khi mình tu á, mình phải có ý chí mà mình phải thành tâm. Tôi nghĩ là hai yếu tố rất là quan trọng trong cái việc tu hành của mình. Nhiều khi mình đã có cái chương trình rồi á, thì mình ráng thực hiện cho đúng cái chương trình đó, đừng có mình đặt cho nó phù hợp với sức cái thời gian với cái sức của mình thôi, chứ đừng có đặt quá, đặt nặng quá thì mình làm không nổi, nên đặt vừa phải thôi. Rồi một khi mình đã làm được rồi á thì lúc đó mình mới có thể gia tăng thêm cái thời gian tập của mình lên. Nhưng mà cái quan trọng lúc mình đặt cái chương trình rồi mình không được tuột, không mới được tuột xuống, với mình quy định là mình ngày nồi nửa tiếng, ví dụ vậy, mình ráng làm cho nó đủ được nửa tiếng, sau đó mình đạt được cái mốc đó rồi thì mới từ gia tăng lên. Chứ đừng có tuột. Cái quan trọng là cái chỗ đó mình đạt được rồi mới gia tăng. Xin nói. Dạ, cảm ơn anh Minh. Thì anh Minh đã nói tới cái điểm là mình phải gia tăng từ từ. Là cái thực hành cái phương pháp công phu này á, mình không có thể nào mà làm quá nhanh một lúc được. Tại vì mình sẽ gặp cái phản động lực của cái cơ thể này, của chúng sanh ở trong này.
khi mà chúng ta làm quá đó thì nó có sẽ cái phản động lực. Cái phản động lực nó sẽ làm cho chúng ta bỏ đi, không làm nữa. Thành ra nếu mà muốn gia tăng á, cũng phải gia tăng từ từ, chứ không phải là bữa nay làm nửa tiếng, ngày mai tăng lên tiếng. Cái đó là nó không có đúng cái nguyên tắc. Nguyên tắc của cái thực hành phương pháp công phu này, muốn gia tăng á, là phải gia tăng chậm. Nhưng mà gia tăng rồi, muốn tiếng á, thì đừng cho nó sụt. Bởi vì cái giữ cho nó đừng cái sụt nó khó, cho nên mình không có quyền gia tăng nhanh được, không thể làm nhanh được, dục tốc bất đạt. Đây này, bởi vì thầy mới có câu nói thằng ngu tu thành Phật á. Rồi câu tiếp là gì? Lật đật làm sao? Tu thành ma. Thành ra mình không có lật đật được. Cái vấn đề là mình phải, cái nguyên tắc là mình phải làm tăng, gia tăng, mà gia tăng chậm chậm thôi, tùy theo cái cho dìu dắt. Tại sao chúng ta phải làm chậm, tại sao phải gia tăng chậm, tại sao chúng ta phải gia tăng chậm? Dạ, theo em thấy thì muốn gia tăng mà muốn cho chắc chắn thì mình phải để thời gian mình dạy dỗ lục căn lục trần. Yeah. Tại sao mình phải để nhiều thời gian để dạy dỗ lục căn lục trần? Tại vì tụi nó chậm. À, tại tụi nó chậm. Cái chúng sanh ở trong người mình nó rất là chậm, và nó rất là chậm hiểu, mà nó rất là chậm, nó rất là thấp. Cho nên mình dìu dắt nó cũng phải rất nhiều thời gian, mà đông nữa chứ không phải ít. Chúng sanh ở trong người nó đông lắm chứ không phải ít. Tại sao đông? Tới 1250. Rồi nhiêu nữa? Tỳ kheo và rồi, chúng rồi. Sanh vạn linh. Vạn linh là từ đâu ra vậy? Chỗ ơi. Lỗ chân lông. Vạn linh ở đâu ra biết không? Cũng như cái xứ Mỹ này dân nó càng ngày càng đông, là tại sao biết không? Di cư. Micron á. Nhập cư. Mấy người nhập cư ấy, là mỗi ngày đều có cấp. Mỗi ngày đều có cấp visa cho vô hết chứ. Dạ, thấy không? Trước đồ ăn. Một ngày ba bữa đều có cấp visa cho vô hết chứ. Đúng rồi, theo cái đồ ăn, theo công khí. Mà cho vô nhiều ít thôi. Đem vô nhiều là phải lo nhiều. Dạ, ăn ít ít thôi. Mà đem vô nhiều mà không lo thì nó loạn. Thành ra những cái phần đó nó rất là chậm. Mà đem những cái phần tử nặng vô là phải lo dữ hơn nữa. Những phần tử nhẹ thì nó còn đỡ, mà đem những phần tử nặng vô nó còn lo dữ nữa. Thành ra rất là đông, mà lại chậm tiếng nữa. Thành ra cái trách nhiệm của phần hồn rất là nặng, là phải dìu tiếng. Phải dìu tiếng thì phải dìu chậm chậm, chứ dìu từ từ, chứ dìu quá là nổi loạn. Yeah. Tôi xin đóng góp về cái gia tăng hay là giảm. Cái gia tăng hay giảm là tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình tu hành này kia, mình tinh tấn á, thì mình gia tăng được. Chứ còn nếu mình muốn gia tăng mà trong khi mình tu hành trì trệ, mình cũng không có làm được. Tại vì cái phần lục căn lục trần trong đây mình chưa có dạy dỗ cho nó tu theo mình được. Thì theo tôi nghĩ, nếu mà mình muốn như vậy đó, thì mình hành pháp công phu, mình phải làm pháp luân thường chuyển để cho nó thông cái ngũ tạng, năm cái luồng điển ngũ tạng đưa lên trung tâm bộ đầu của mình. Lâu ngày nó sẽ trụ trên bộ đầu, tức là hai cái luồng điển âm dương hay là nhâm mạch đốc mạch nó khai thông được rồi đó. Thì mình trụ được luồng điển ở trên trung tâm bộ đầu rồi đó, thì lúc đó mình soi hồn hay là mình thiền, thời gian cũng dài này kia, mà niệm Phật cũng dễ dàng cho mình. Tại vì lúc đó mình niệm Phật bằng điển này kia trên trung tâm bộ đầu. Nếu mà cho tôi có thì giờ tôi nói thì tôi sẽ nói, nhưng mà nếu mà nói đại khái như vậy thì tôi xin nói đại khái. Tại khi mình có luồng điển rồi đó, mình dùng cái ý mình soi hồn, mình dùng cái ý mình pháp luân thường chuyển, mình dùng cái ý để mình niệm Phật. Và cái khi mình có luồng điển trụ vào đầu rồi đó, mình ngồi thiền lâu lắm. Còn dạ, nếu như mà mình không có điển hay làm ít điển quá đó, mình ngồi có 15 phút, 20 phút hay là nhiều lắm một tiếng là mình cũng đứng dậy. Cái vấn đề ở đây không đặt ra không phải là lâu hay mau, mà cái vấn đề gia tăng. Dạ. Một cái người làm 5 phút, người ta tăng lên 7 phút,
cũng là gia tăng, chứ không phải đợi tới là một tiếng mới kêu là gia tăng. Thì cái đó vấn đề là cái gia ý tăng. Chí của mình á. Không, cái ở đây bàn về cái vấn đề gia tăng chứ không phải vấn đề lâu. Nói như chị á, là cái vấn đề thiền lâu là cái đó tùy khả năng là đúng rồi. Nhưng mà ở đây đang bàn về vấn đề gia tăng. Khi mà mình bới vô, mình cũng có thể gia tăng được. Đâu cần đợi mình phải thông hết rồi mới gia tăng. Mình phải gia tăng rồi nó mới thông. Mà bây giờ mình phải gia tăng bằng cách nào? Là chúng ta đang bàn về cái nguyên tắc gia tăng. Thành ra mỗi cái pháp của mình, cái gì nó cũng chính xác lắm. Cái gia tăng với cái thiền lâu, hai cái nó khác nhau. Dạ, thành ra bây giờ mình đang bàn về cái vấn đề gia tăng chứ. Mấy người mới vô cũng có thể gia tăng được. Nhưng mà gia tăng như thế nào để cho nó đừng có bị cái phản động lực. Okay. Cái đó là cái nguyên tắc rất là quan trọng. Dạ thưa anh Bảo, tôi có phương pháp này mà chắc quý vị thử coi nó như thế nào nha. Tôi nghĩ rằng nếu mà gia tăng á, thì mình phải làm sao để cho mình có sức khỏe cho nó tốt. Và mình phải trầm lặng, cũng giống như mình tịnh rồi thì mình mới gia tăng. Thì trong vòng mấy năm vừa qua đó, thì cái cách hữu hiệu nhất của tôi, tại vì tôi đi làm thì thường tới 5 giờ mấy, 6 giờ tôi mới về. Ăn cơm xong rồi đó thì mình nghĩ năng nghĩ tí xíu là tôi đi ngủ liền. Đi ngủ liền rồi tới cái chừng 11 giờ, có thể là tới 12 giờ tôi mới dậy. Là lúc đó là body của tôi là nó rất là calm, rất là trầm lặng. Mà người mình nó khỏe nữa. Và sau đó thì tôi đặt cái mục tiêu là tôi phải mỗi ngày tôi phải thiền ít nhất là 75 phút. Thì trong hơn một năm trời á, tôi ráng tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ mỗi đêm. 2 tiếng tôi ngồi mà khi mà tôi body của tôi nó rất là mỏi. Mỏi xong rồi thì tôi mới nghỉ. Rồi mình xả thiền rồi xong mình đi ngủ. Nhưng mà sau một thời gian, sau 2 năm nữa, thì bây giờ tôi cũng theo cái phương pháp đó. Thì tôi về tôi ngủ rồi dậy cái chừng 11 giờ rưỡi đi đánh răng rửa mặt rồi xong rồi 12 giờ đi thiền. Đi thiền là tôi không có hôm nào mà tôi thiền ít hơn 75 phút hết đó. Đó thì là có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà tôi làm á là quý vị phải làm sao cho cái sức khỏe của quý vị có tốt, được tốt. Mà tốt đó là làm sao để cho cái cơ thể của mình nó có thể nó thiền như là mình muốn. Rồi hơn nữa trong weekend đó, thì tôi ráng tôi đi exercise như là đi chạy bộ hay là đi cái elliptical đó. Thì mình thấy là khi mà mình tập theo cái thời gian trong vòng mấy năm trời đó, thì tôi thấy là nếu mà mỗi ngày mà không có thiền 75 phút rồi tôi thấy là tôi không có đạt được cái gì hết đó. Cho nên mỗi ngày ít nhất là phải thiền 75 phút. Thì cái đó là cái mục tiêu của tôi là như vậy. Thì cái đó là cái quy định của anh theo cái sự tiến hóa của anh thì anh quy định đó là 75 phút. Nhưng mà bây giờ 75 phút đó, bây giờ mình làm sao mình mỗi ngày mình gia tăng nó thêm một chút xíu đó, thì cái đó là mình phải gia tăng chứ mình giữ hoài cái đó cũng tốt rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình muốn tranh thủ thời gian mà mình có điều kiện đó, tại vì nhiều khi mình cũng có điều kiện, thời gian mình đã bị giới hạn bởi công ăn việc làm rồi. Những người về hưu thì có dư thì giờ hơn thì có thể làm nhiều hơn, còn những người đi làm thì một cử là cũng là đều đều cũng là tốt rồi. Vấn đề là phải làm đều đều như vậy mà không sụt. Nếu mà làm một bữa bỏ hai ba bữa thì cũng như không, kể như không có tiền. Rồi, dạ. Dạ, em xin tiếp nối cái phát biểu của chị hồi nãy đó. Thì theo cái câu hỏi của anh Bảo á, là làm thế nào để gia tăng? Cái nguyên tắc như cái thế nào? Cái nguyên tắc nào để mà gia tăng? Thế thì trước khi mà mình nói đến cái nguyên tắc gia tăng á, thì mình biết rằng cái cuộc đời này hữu hạn. Mà mình đang tu không biết ngày mai mình có còn hay không. Một cái accident tích tắc mình cũng đi luôn. Mình không biết được. Mà tu giỏi lắm thì mình không biết mình bỏ xác. Thế thì làm sao mà cái nguyên tắc gia tăng? Ví dụ như ở Việt Nam thì thời gian nó còn nhiều, người ta xếp thời có biểu. Ở Mỹ á, thì cái công việc nó rớt dữ lắm. Thì làm sao bây giờ? Thì bây giờ tôi chỉ nghĩ đến một cái nguyên tắc đó, là lúc nào mình cũng hướng trụ trên đỉnh đầu của mình 24/24. Đó là cái thời gian mình gia tăng. Khi mà mình trụ được lên đỉnh đầu rồi thì dù mình có làm cái công việc gì, cái luồng điển mình cũng trụ lên đầu. Và cái thời gian đó 24/24, chỉ trừ trường hợp mình ngủ là thôi. Thì bây giờ mình có xác mạnh khỏe, mình sợ mình bệnh. Nhưng mà đến lúc một cái người mà đến lúc giờ phút lâm chung của mình á, toàn thân mình không có ngồi sao hồn được, cũng không thở được, thì còn cái gì? Là còn cái trụ định
trụ điểm trên đỉnh đầu của mình. Và thầy còn khuyên là nó trên cái đó 3 tấc nữa. Xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin mời ban kỹ thuật cho nghe cái phần số 13. Sáng là mấy mà con vẫn chưa làm được. Cái con bực mình dễ sợ luôn. Khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ. Chứ đừng có làm quá. Con làm quá đi tới 10 bước nó lui 4 5 bước cũng như không à. Mình phải trật tự đi tới, đi tới, đi tới, đi tới một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá. Bởi làm quá, phọt xe quá là khùng á. Phải vừa thôi. Nào, đúng giờ ngủ, giờ ngủ, giờ thiền, giờ tu, giờ niệm Phật, giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn tiến hóa về phần hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ồn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy. Không được. Phải có reaction. Trong khơi tạng mình buộc nhiều quá nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có bực. Từ từ này chút chút. Nó mới mở lần lần chứ còn muốn làm liền đâu có được. Không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh. Nhiều người học về chánh trị mà học quá đó, thét rồi ra chứ đâu có làm được cái gì. Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tới nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á thì ra khờ, rồi mắt đá coi rồi cười thôi. Nhưng nó hiểu cái luật thiên nhiên rồi, cho nên nó hết muốn làm việc, học quá rồi không có làm việc. Phải từ từ. Từ giai đoạn một, tôi bây giờ tối tôi tu chưa, tôi thiền, chưa, tôi thiền. Một tiếng cũng được, mà nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi. Tôi đời đạo sống tu mà, tôi phải tu không đó. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm, không cần trả tiền nhà nữa, ngồi tu thiền luôn. Cho đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này con phải lo đời, và đời đạo sống tu hai cái nó phải equilibrate nha. Đó, từ từ nó đi tới rồi nó mới đạt tới cái diệu pháp. Nên ta đề ra đời đạo sông tu là cũng hay lắm. Nhờ đời nó kích động mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bữa nay tôi tiền 30, mai tôi có thể tên. Tôi tin cậy, tôi làm được thì tôi tin cậy được cả thêm 5 phút. Thấy chưa? Cũng khi tôi mới có 30 phút tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại, bị hát xong. À, phải hiểu cái đó, đời đạo sông tư với từ từ, có đời có đạo rõ ràng. Nha. Nghe thầy giảng rất là rõ về cái vấn đề này, cái gì cũng phải từ từ. Giờ xin cảm ơn các bạn đã lên đây đóng góp. Để tiếp tục chương trình xin mời thêm 5 bạn đạo nữa. 5 bạn đạo vừa qua đã lên học chữ Dũng rồi thực thi chữ Dũng trên đường tu của mình rồi. Xin mời các bạn kế tiếp nếu muốn đi về trời. Còn nếu mà không muốn đi về trời thì khỏi cần Dũng, tự nhiên người ta cũng bắt xuống à. Yeah. À, đâu có vụ nói thiệt chứ đâu có vụ. Nói thiệt chứ đâu có vụ. Không lẽ lại đây không học Dũng mà đi về vậy sao? Bỏ tiền đi máy bay tới đây xa xôi, tốn kém biết bao nhiêu, rồi mệt nhọc biết bao nhiêu, rồi tới đây không thực thi được chữ Dũng rồi đi về vậy sao? Coi sao được. Hỏi là đi. Giờ bạn đạo đông quá mà sao không ai chịu học Dũng hết cả. Xin mời các bạn lên cho nhanh để chúng ta còn có thời giờ học tiếp nữa chứ. Dạ xin mời thêm câu hỏi đâu có bắt buộc trả lời đâu mà sợ. Biết thì nói, không biết thì ngồi nghe, mình là học viên mà đâu có gì sợ, đi đâu cũng học mà. Scan the man. Hình như còn thiếu một bạn phải không?
Rồi, xin mời các bạn vỗ tay chứ quên. Xin mời các bạn tự giới thiệu mình tên gì và từ đâu đến và số ID là bao nhiêu. Tôi tên là Nguyễn Trọn ở Washington State, số ID là US2253. Xin kính chào quý vị bạn đạo. Con tên là Trần Minh Chánh ở Việt Nam và số ID là VN029. Xin kính chào tất cả quý bạn đạo. Tôi là Limor ở Washington DC, Virginia. Tôi xin kính chào quý bạn đạo khắp năm châu. Số ID của tôi là US087. Dạ, con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư và Đức Thầy và các chư vị bề trên. Và con xin kính chào các bạn đạo từ các năm châu ạ. Con tên Lương Trần Mỹ Linh, từ US, mã số là 125 ạ. Hoàng Hiển, tôi bên Pháp qua, số ID là FL028. Rồi, chúng ta đã biết cái nguyên tắc để gia tăng cái sự công phu của chúng ta. Bây giờ chúng trong cái pháp vô vi của chúng ta nó có nhiều pháp, có cái mình làm được nhiều, có cái mình không làm được nhiều, có cái mình cần làm nhiều, có cái mình không cần làm nhiều. Thì bây giờ các bạn khi mà ấn định cái thời khóa biểu đó, phải biết cái nào mà mình sắp phải làm nhiều, cái nào mình giới hạn, đó là tại vì mình không có được làm quá. Có cái thì mình nên làm ít, mà có cái mình phải làm nhiều. Thì bây giờ trong các cái pháp công phu, cái pháp nào là bị giới hạn trong cái số lần mà làm được trong ngày? Trần xin trả lời. Niệm Phật đó mình có thể làm nhiều được. Yeah. Cái cách thở thì mình thở, nhưng mà mình phải làm thì mình đừng có làm nhiều quá. Nghĩa là sao? Chiếu mình đó thì mình làm, trước khi thiền thì mình làm chiếu mình. Rồi pháp luân thường chuyển thì mình làm hai ba lần một ngày được. Rồi sau đó thì mình thiền được từ 2 tới 3 lần một ngày, và tùy theo cái giới hạn mình làm. Giống như anh hồi nãy nói 75 phút thì em chưa tới cái trình độ đó. Thành ra 75 phút mà nếu mình làm nhiều quá thì cũng cần thì giờ nhiều. Rồi trở lại cái câu hỏi, đặt cái câu hỏi trả lời câu này trước nha. Cái pháp nào á là bị giới hạn cái số lần làm trong ngày? Soi hồn. Dạ. Yeah. Soi hồn bị giới hạn. Soi hồn được làm mấy lần tối đa? Tại sao? Tại sao? Ai trả lời thì xin giơ tay lên. Dạ. Yeah. Con xin trả lời. Cái soi hồn là thầy nói soi hồn mỗi lần là tối đa là 15 phút thì nó đã đủ cái điển để cho mình cung cấp. Thành ra mình làm tối đa là 15 phút và ngày chỉ làm 3 lần đã đủ rồi. Khi mình làm nhiều quá thì nó không có tốt. Tại sao nó không tốt? Tại vì khi soi hồn quá nhiều là cái người mình nó nhẹ hơn cái bản thể mình. Ủa? Thì nó sẽ đi là nó đi luôn. Làm gì có chuyện đó. Muốn đi dễ vậy. Vậy thì nãy như Minh Chánh nói là thời gian mỗi lần làm là tối đa 15 phút và cái số lần làm là 3 lần. Tại sao lại giới hạn có 3 lần một ngày? Tại sao không cho làm nhiều hơn? Thầy nói là làm lâu quá thì nó khùng. Tại vì cái soi hồn, khi mình soi hồn cái đầu óc mình đâu nó trống rồi, mà khi mình làm nhiều quá ở trên nó nhẹ quá mà ở phần dưới mình chưa giải quyết được thì nó cũng kẹt lắm. Cái đó là cũng là một cái lý do, là nó giới hạn 15 phút thôi. Cái đó nói về cái thời gian mà soi hồn thôi. Bây giờ nói về cái số lần, tại sao có 3 lần thôi? Nãy Minh Chánh nói đúng đó, là về cái thời gian mà soi hồn là 15 phút
Mà bây giờ về cái số lần mà mình làm, tại sao cho làm có 3 lần ạ? Em xin phép được trả lời ạ. Em là Minh Tâm Đúc Châu. Em biết được rằng là khi cái phần hồn trên mình ở trên đầu đi, nó đi rất là nhanh, mà lục căn lục trần ở dưới đi rất là chậm. Thành ra nếu mà mình làm 3 lần như vậy, ở dưới nó theo không có kịp, nó chưa có kịp, mà mình không có đủ thì giờ mình làm pháp luân thường chuyển á, thì cái phần trên nó đi mà phần dưới chưa có dậy nổi. Đó là chị trở lại cái vấn đề của Chánh nói là mình giới hạn 15 phút thôi, để thì giờ mình làm các cái pháp khác. Còn cái này nói về cái số lần, tại sao cho mình làm, có làm thêm á nha, làm thêm soi hồn á, làm tối đa có 3 lần một ngày, tại sao? Tại vì tán sáng sớm mình đã thiền rồi, mình soi hồn rồi. Bây giờ muốn soi hồn thêm 5-6 lần được không? Không có được, tại sao? Phải có lý do chứ, làm cái gì cấm cản gì cũng phải có lý do chứ, không hiểu gì hết trơn, tại nó 3 lần. Tôi nghĩ là mình thiền mấy lần thì mình soi hồn mấy lần chứ, tại rồi nếu mình muốn soi hồn thêm được không? Bây giờ mình, cái đó tôi không có nghe thầy biểu mình phải soi hồn thêm. Bây giờ mình muốn thầy không có kêu, mà bây giờ mình muốn làm gia tăng cái công phu mình ráng soi hồn nha, nhiều hơn được không? Dạ tôi không dám làm, bởi vì tôi không dám làm, tại sao? Thầy 3 lần. Mà thầy biểu 3 lần, mà thầy nói tại sao cho 3 lần thôi? Thầy nói tại sao cho 3 lần thôi? Dạ tôi thầy chúng không có giải thích. Là có, thầy có giải thích, mình không nghe thì đúng chứ không ạ? Cái này á, thì em chưa có nghe từ băng giảng của thầy. Nhưng mà bản thân em á, nếu như mà tại hồi trước có lần em thử, giống như là mình cũng nôn nóng á, cái mình soi hồn nhiều lắm, tại vì cái lúc đó mình bị nhức đầu. Thì em mới thấy là một lần soi hồn cái nó rịn mồ hôi ra, cái hết nhức đầu, cái mình ham cái mình soi hồn quá nhiều, thì dẫn tới là mình quên dữ lắm đó, nên thành ra là sau rồi em mới nghĩ rằng là, theo em nghĩ thôi, có thể là mình soi hồn là chạy. Khi nghe thầy có nói là khi soi hồn á, thầy sẽ giúp cho các bạn quên những việc không cần thiết. Nên thành ra là có thể là nhiều khi quên quá nhiều nó lại không tốt, nên là em giảm lại. Không, cái này sợ hồn nó giúp cho mình quên những chuyện buồn phiền chứ không phải giúp mình mất trí nhớ nha. Anh bảo em alo, em thêm được không? Vâng. Soi hồn nhiều là mình có điện vô khi trong cái đầu mình nó như là cái bệnh nắc kỳ, bệnh bất thi, khi nào mà nó điện nó vô nhiều quá không có tốt lắm theo em nghĩ. Mà cái đó là bởi vậy, cái đó là mới nói về cái thời gian 15 phút thôi, nghĩa là mỗi lần làm 15 phút thôi, không có được sạc nhiều quá. Nhưng mà bây giờ nó đang nói về cái số lần mà, tại sao 3 lần? Cho tôi nói nè. Dạ cho tôi xin được nói. Soi hồn 3 lần một trong ngày thì không được hơn. Bởi vì khi mình soi hồn mình chạm đến những thần kinh dẫn lên đầu. Không làm nhiều quá sẽ hại tới thần kinh. Dạ đúng vậy. Tại vì khi mà mình soi hồn nó đụng tới hệ thống thần kinh của mình, thành ra mình không có được làm quá 3 lần. Cái lý do là như vậy. Rồi cái ngoài cái soi hồn có cái pháp nào mà chắc không có cái nào mà bị giới hạn như cái soi hồn phải không? Rồi bây giờ nói về cái hữu ích đó, có nhiều cái mình làm quá nó cũng không có cần thiết. Có nhiều cái mình làm quá nó cũng không cần thiết, mà có nhiều cái mình làm nhiều là tốt. Đấy là cái nói về cái pháp phụ đó. Rồi nói về cái pháp mà chúng ta hành hàng ngày đó, thì có cái pháp nào mà cần làm nhiều, cái pháp nào không cần làm nhiều không? Xin trả lời cho câu hỏi đó. Dạ. Thì cái có phần tâm pháp, phần được thực hành, thì tâm pháp được Phật thì muốn thực hiện hay là làm bao lâu thì cũng được. Có thì giờ không có thời lúc biểu thì càng tốt, còn cứ trụ và niệm Phật thì rất tốt, không có giới hạn. Cái thiền thì nên thiền ở cái giờ to giờ, không phải là giờ âm, nó có giờ buổi sáng tối trưa chứ không phải thuộc về giờ âm. Giờ thiền cũng nên thiền ở chỗ khoảng khoát,
trong nhà hoặc những nơi nào có quá không nên thiền ở những chỗ rộng rạp, ở dưới lùm cây, đó là một điều nên để ý. Khi mà mình thoát lưng thường chuyển thì là phải nguyện, phải nói là đầy đúng đầy đủ tương ứng bộ đầu và là phải chừng sáu hơi đầy đủ. Sáu hơi đầy đủ là tốt lắm rồi, còn nếu là hơn nữa thì tôi nghe nói là tốt hơn nữa thì tốt như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là phải thực thi đàng hoàng, phải nói từng trước khi làm sáu hơi là vừa phải. Xin bạn đạo bổ túc thêm cho. À, bây giờ nói về ví dụ. Bây giờ cho cho tôi xin nói một chút xíu cho này. Bởi vì tôi có cái vấn đề riêng tôi gặp như thế này. Bởi vì tôi hồi lúc mà tôi học thiền á, năm 92 á, thì có những cái người đi trước có dạy tôi lại không có rõ ràng. Ví dụ như trong sách thầy nói á, là chiếu minh soi hồn 6 tháng rồi mới được thiền. Những cái người chỉ tôi á, là lại là thiền luôn. Cho nên có mới 4 ngày tôi lắc chứ không nói. Mà từ đó tôi có cái bệnh bao tử, nói thiền là trị bệnh được. Tôi thiền trong vòng mười mấy năm, nó chẳng có thấm thía gì hết. Bữa đó tình cờ tôi mở cái YouTube lên, tôi gặp bằng thầy. Bằng thầy, thầy nói có cái người nào cũng phàn nàn về những đề bệnh đó. Thầy nói soi hồn ít nhất á, một ngày 4 lần, mỗi một lần 15 phút. Tôi chỉ nghe tới đó rồi, tôi cứ làm y như vậy. Một ngày 4 lần, mỗi lần 15 phút. Trong vòng 2 năm tôi hết bệnh bao đầu tử. Và tôi mạnh khỏe tới bây giờ. Thì cái vấn đề mà soi hồn á, thiệt ra có một chỗ thầy nói từ 3 tới 4 lần, chứ không phải là nhất thiết là 4 lần, từ 3 tới 4 lần. Có chỗ thì thầy nói 3 lần, có chỗ thầy nói 3 hay 4 lần, chứ không có phải nhất thiết là phải 4 lần, 3 hay 4 lần, cái đó là tối đa thôi á. Tôi chỉ nghe thầy nói ít nhất là 4 lần, tôi nghe như vậy không, thôi là tôi không phải ít nhất là 4 lần nha, tôi... tối đa chứ không phải ít nhất à. Cái đó là anh cho tôi nghe cái đó đi, tôi khoái lắm á. Không, sự thật. Không, bây giờ anh dặn cái YouTube mà. Nào cho tôi nghe cái đó, tôi đâu mừng lắm á, tại tôi chưa nào, bao giờ nghe cái đó. Đâu có nhớ cái YouTube. Không, bây giờ nếu mà anh nhớ tìm ra cái đó anh cho tôi nghe, tôi mừng lắm á. Bây giờ tìm cũng hơi khó lắm. Nhưng mà sự thật tôi đã làm như vậy, tôi đã vượt qua khỏi cái bao tử đó, và tôi thấy. Cái đó là một chuyện, nhưng mà nhiều người á, người ta nói người ta soi hồn hơn 15 phút, cả tiếng hồn thấy đã lắm. Cái đó thầy đâu có kêu, nhưng mà cái hậu quả là cái người đó lãnh chịu chứ thầy không có trách nhiệm. Bây giờ mình muốn làm gì mình làm, cái pháp đã đưa ra rồi, bây giờ dặn vậy, mình muốn làm hơn cũng được, đâu có ai cấm mình. Mình ở nhà mình làm mà đâu có ai kiểm soát mình. Dạ. Nhưng mà mình, nếu mà mình làm mà không đúng á thì mình phải lãnh lấy hậu quả thôi. Còn bây giờ nói tối ít nhất là 4 lần là cái đó tôi chưa bao giờ nghe, dám bảo đảm với anh là tối đa thì có chứ tối ít nhất là cái đó là bảo đảm. Dạ, nói vậy tôi cũng cho là như vậy, nhưng mà tôi nghe rõ là thầy nói là trong đó có loại 4 lần. 3 tới 4 lần thì có, ok, nhưng mà không phải là ít nhất. Nó ít nhất là cái đó là tôi chưa bao giờ nghe. Nếu mà ai tìm ra cái bằng. Để khi nào tôi tìm. Khi nào anh tìm ra gửi cho đó, tôi cho đó là tôi mừng lắm á. Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Đó, thì bởi vậy những người nói cái gì nó phải có chính xác, phải có bằng chứng. Nhất là về phương pháp công phu á, không có thể nào tôi nghe vậy mà thầy nói vậy, ai cũng nói vậy hết. Từ rồi mình không có bằng chứng thì mình nghe theo là nguy hiểm lắm. Thành ra có cái gì nhất là về phương pháp công phu là phải có bằng chứng đàng hoàng. Nhất là thầy đã để lại cùng bằng phương pháp công phu nữa. Rồi những cái mà thầy cắt nghĩa xung quanh, nghĩa là tại vì nếu mà làm phương pháp công phu lúc đầu mà rắc rối quá, người ta nghe người ta không nhớ hết. Cho nên có nhiều bạn đạo hỏi thêm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mình phải nghe hết mình mới biết là ông thầy dạy cái gì thêm. Chứ bây giờ nếu mà ông nói hết một lúc trong chung cùng ban phương pháp công phu là người mới vô không ai làm nổi hết, nhiều quá. Cái nhiều cái chi tiết mà nhiều cái ấy không có hiểu, mà phải hiểu. Cho nên muốn cho các bạn hiểu tại sao giới hạn 3 lần. Mình hiểu vậy mình không dám làm hơn. Mà có những cái mà cần làm hơn là mình không làm. Cái đó là nó uổng cái thời gian, hoang phí cái thời gian, là tại vì mình không có biết sắp xếp cho đúng, cho nên mình hoang phí cái thời gian. Cũng như nhiều người nói bây giờ tôi làm pháp luân chiếu minh tôi thấy sướng quá, một ngày tôi làm 6-7 lần, mà trong khi đó pháp luân thường chuyển thì không làm thêm. Các bạn thấy rõ một cái ví dụ như vậy thôi. Trong khi cái pháp luân thường chuyển là mới là cái pháp chánh, pháp luân chiếu minh chỉ là một cái pháp phụ.
Thành ra mình phải hiểu cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, cái nào cần làm nhiều, cái nào không cần làm nhiều. Thành ra cái pháp luân chiếu minh là làm một ngày một hai lần là cũng là đầy đủ rồi. Mà mấy người tu lâu cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày để cho nó khai thông. Còn nếu mà mình không có làm nhiều thì không không có thể nào khai thông được. Nhất là khi mà còn chưa nói đến vấn đề mà thở trật nữa. Cái vấn đề là bây giờ sau này có nhiều người ta học, tự học trên internet là qua sách vở hoặc là qua những bạn đạo mà ta không có chỉ rành rẽ đó. Thì khi kiểm lại cái hơi thở nhiều khi 20-30 năm sau giờ mình thấy trật hết trơn rồi. Thì mình mất hết mấy chục năm rồi. Thành ra cái vấn đề thở nó quan trọng lắm. Mình coi vậy, coi video thầy nói vậy để nhắc nhở mình nhớ. Nhưng mà cái nguyên tắc mình không hiểu á, dễ thở trật lắm. Nhiều khi nghe chút xíu này thầy nói thở chậm là tốt. Thở chậm là đối với những người ta có trình độ rồi đó. Cái hơi thở người ta tròn rồi đó, người ta có thể thở chậm mà nó không có bị ngắt, nó không có bị giật. Thì cái đó thở chậm thì tốt. Còn những người mà mới vô mà cái hơi yếu quá, thở chậm là trật hết trơn. Cho tôi xin đóng góp một chút được không anh bạn? Dạ. Tôi có được thời gian đi học trên núi với thầy là năm tuần. Nên ngày nào thầy cũng nhắc là khi mà mình thiền phải soi hồn ít nhất cũng là 5 phút. Tối đa là 15 phút. Dạ, cái đó. Thành ra tôi cứ giữ theo đó mà tôi hành pháp, tôi mới giải được cái bệnh ung thư tế bào của tôi. Nên hôm nay tôi mới nghe lần đầu tiên cái bạn đạo nói là cho hồn nhiều lần như vậy. Tôi chưa có làm như vậy bởi vì tôi cứ nghe lời thầy chị biểu tôi làm sao tôi làm như vậy. Dạ, thì tối cái đó đúng rồi. Thì năm ít nhất 5 phút, nhiều nhất 15 phút mỗi lần làm. Dạ. Nhưng mà nhiều người ta muốn làm thêm á, thì làm thêm tối đa là chỉ được 3-4 lần thôi chứ không có nhiều được. Mà thầy có dặn tôi mỗi lần thầy dặn, con gán tu nghe con. Con gán tu nha, thầy lo hết tất cả cho con. Con đừng có phải lo cái gì hết, con gán tu nghe con. Dạ. Mà mỗi lần cũng gặp tôi là đưa cái đầu thầy coi con. Vì là phước quá rồi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Vì là phước quá rồi, được gặp thầy mà thầy nhắn nhủ vài câu vậy là phước quá rồi, ôm suốt đời mà tu. Rồi bây giờ nói tới cái... Rất là đổi ơn thầy. Lúc nào, giống cũng như mấy ngày nay sư sàng đi đại hội, mưa tầm tã, bão sắp lên tới tôi rồi. Mưa ầm ầm ầm. Tôi khuyên bạn đạo tôi, hai chị em bạn đạo gần đó đi chung một xe taxi đi phi trường. Đừng lo chị ơi, thầy lo hết rồi tất cả, mẹ cho em lo, mình gá an tâm đi, một hồi nữa hả, trời nắng lên liền, đi chưa tới thị trường là trời nắng lên, tôi rất là tin tưởng cái pháp này, dạ. Nhớ ơn thầy, dạ kính chào. Rồi bây giờ chúng ta hiểu ra cái soi hồn là bị giới hạn nè. Pháp luân chiếu minh thì làm vừa đủ thôi, không cần làm nhiều quá. Pháp luân thường chuyển cần làm nhiều, nhiều lần trong ngày. Trong lúc mà bụng trống, mình làm 6 hơi tới 12 hơi thì mình nghĩ mình làm gì chút xíu, mình trở lại mình làm nữa được. Thì cái đó làm nhiều nó dễ khai thông, mà cái vấn đề nếu mà làm nhiều mà làm trật thì cũng như không. Bây giờ làm sao mình biết mình thở trúng hay thở trật? Hello. Tôi tên Tuấn. Dạ. Xin mấy bạn đạo góp ý kiến. Tôi thiền từ 12 giờ tới 1 giờ. Tôi từng trường hợp mà ngủ không được. Mỗi đêm ngủ không được, 4 giờ tôi dậy tôi thiền. Tiếp gì được không? Nếu mà cận kề mà trong thời gian quá gần gì được không anh Minh Bảo? Dạ được chứ. Thì mình đã nghỉ một thời gian rồi, cũng như nhiều người trong đêm người ta muốn thiền 2-3 lần. Thì khi mà mình thiền đến lúc mà cái hồi điển là đương nhiên mình phải xả rồi, tại cái điển nó trở về rồi mình ngồi nó không có nhẹ nữa, nó nặng. Thì lúc đó mình phải xả đi ngủ hay là làm gì làm á. Thì lúc mà mình ngủ không được, mình thức dậy mình thiền thêm cử nữa là tốt chứ không có sao.
Tại trong thời gian gần quá không biết có ảnh hưởng gì không? Gần là bao nhiêu? Khoảng 2-3 tiếng. Ồ, 2-3 tiếng là dư sức. Ok. Dư sức. 2-3 tiếng là dư sức rồi. Rồi cái pháp luân thường chuyển thầy nói đó, cái đó là quan trọng, cần làm nhiều. Thầy nói cần làm nhiều, thầy nhắc hoài. Nhiều là nhiều lần đó, chứ không phải mỗi lần làm nhiều nha. Tại vì người nào mà làm quá 12 hơi là bảo đảm là thở đặc rồi đó. Thở nổi hơn 12 hơi là bảo đảm là thở đặc rồi, à là thở yếu. Thấy không? Mà bây giờ mình làm sao? Mình làm sao mình biết là mình thở đúng rồi thở đặc? Tại tôi có may mắn là được kiểm soát phương pháp công phu của vài bạn đạo thì mới thấy là họ thở đặc mà họ không biết. Bây giờ các bạn nếu mà cũng như anh đó, chị đó, mình thở mà làm sao mình biết mình thở đúng? Làm sao mình biết mình coi cái video đó hay coi trên internet đó mà mình làm đúng? Nguyên tắc nào mình dựa trên nguyên tắc nào mình kiểm soát cái hơi thở mình biết nó đúng hay sai? Xin lỗi, tôi xin đóng góp chút xíu được không anh? Dạ. Tại vì cái lúc mà tôi biết là phải đi lại thi với thầy đó, thành ra thầy ổng nói con làm đúng. Thầy kiểm cho bác hả? Dạ. Dạ thì tốt quá rồi, cái đó phước tôi nữa. Tôi với chị Vân Khanh. Dạ. Với con chị nữa, nhưng mà thầy nói tôi làm rất là đúng. Dạ. Nên tôi cứ giữ theo đó mà tôi. Giờ bác vậy là yên rồi, giờ còn mấy người khác làm sao giờ? Bây giờ đó tôi nói thiệt, tại vì tôi học thầy làm sao, mà tôi thực hành làm sao, mà tôi bị bệnh không phải là cái bệnh của tôi sanh ra. Bác sĩ tìm đủ thứ không bệnh gì hết, mà tôi bệnh giống như bệnh tù tì vậy đó. Mà tôi không có bệnh là tại vì sao? Tại vì bị trên chuyển cho tôi phải bệnh hoạn vậy đó, để cho tôi không còn bệnh nữa. Thì trời ơi, nhân chúng biết được là tại sao tôi hết bệnh. Rồi, giờ phần bác là yên rồi đó. Bây giờ còn các bạn khác, bây giờ mà nếu mà hồi đó học thiền học thở mà bây giờ làm sao biết được mình thở trúng? Dạ em xin trả lời ngắn gọn thôi. Theo em thì thở đúng là thở mình thấy được ánh sáng. Bây giờ chưa thở đúng làm sao thấy ánh sáng? À, bây giờ mới bắt đầu thở mà thở trật làm sao thấy ánh sáng? Em cũng không biết, khi mà em thở em cảm thấy nó thoải mái thì em thấy nó bừng sáng, em thấy bừng sáng, thấy là nó sáng là em nghĩ đó là thở đúng. Rồi bây giờ còn mấy người mà chưa thấy ánh sáng làm sao biết thở trúng? Xin đóng góp là giống như mình đối với người mới mà để người ta thở kiểm cái hơi của người ta thì thanh nên để miếng bông gòn và hít thật nhẹ để cho cái miếng bông gòn không gớm ra hay là gì đó, để mình kiểm soát cái hơi mình, để coi cái hơi mình nó có đúng không. Nhiều người thở pháp lường chỉ mà nói thở một hơi dài cả tiếng đồng hồ gần như nó cũng không có đúng. Cái bông gòn á, để thử những người mà người ta nói người ta thở một hơi mấy tiếng thôi, chứ không phải là để mấy người thường đâu có ai thở mấy tiếng đâu mà cần thử bông gòn. Cái pháp lưng thường chuyển, cái nó, nếu mà thở đúng là nó phải chạy theo cái đường xương sống, cái đường nhâm đốc. Bây giờ mới vô mà làm sao mình biết nó chưa có chạy gì hết, mà làm sao mình biết mình phải thở đúng rồi sau này nó mới chạy chứ. Bây giờ mới vô thở trật mấy chục năm nó cũng chẳng chạy nữa. Anh báo em nghĩ là mình thở chung là mình thấy cái oxygen mình cái đường máu mình chạy thông. Không chắc đâu, nhiều khi mình cảm nhận vậy thôi chứ không chắc gì mình thở đúng đâu. Còn cái kết quả thì em nghĩ là mấy người đàn ông có bụng. Cái bụng nó có nó có hai cái lý do bụng bự, chứ không phải là một cái lý do. Một cái lý do là tại vì ăn nhiều quá mỡ bụng bự. Mà cái lý do thứ nhì là cũng do pháp luân thường chuyển nhiều bụng bự, nhưng mà hai cái nó khác nhau chỗ nào? Một cái mà bụng mỡ ép vô không được. Ép vô không được. Còn cái bụng mà pháp luân thường chuyển mà nó bự á, ép vô sâu được. Thành ra khi mà người đó thở là mình biết là bụng này là bụng mỡ hay là bụng pháp luân thường chuyển. Rồi. Em cũng có xin đóng góp chút xíu là
sau khi mà mình thở đúng á, thì mình buông ra đó, mình thiền định nó dễ lắm. Có chút xíu, không biết có đúng không, đóng góp cái chuyện đó thôi. Nhiều khi mình đã học thở đúng rồi á, thì mình thấy cái đó nó bình thường phải không? Mình thở vậy là mình thấy nó đúng bình thường. Còn bây giờ mấy người mà hồi đó giờ chưa có được ai chỉ thiền đàng hoàng hết trơn á, làm sao người ta biết người ta thở đúng? Khó lắm à. Tại kiểm nhiều rồi thấy trật nhiều lắm. Em thấy khi mà thở sai á, là mình thở mình bị đứt hơi. Đứt hơi là một trong những cái triệu chứng là thở sai. Đó là mới có một trong những triệu chứng thôi. Đứt và, hơi, ngắt và, hơi. Và sau đó nếu như mình thường xuyên mình thở sai á, là người mình nó nóng lắm, nó nóng nảy lắm. Nó rất là dễ sân. Rồi bây giờ làm sao mình biết như vậy, rồi bây giờ làm sao thở trúng đây? Dạ, xin đóng góp. Có phải là mình thở trúng thì khi mình vừa thở, nhiều khi tới 6 hơi hay chưa tới 6 hơi rồi nghe nó đâu mất tiêu rồi. Tức là chưa kịp nói là xin sức hồn để lại Phật thì nó cái người nó đâu mất. Có phải là như vậy rồi? Có thể là một trong những bằng chứng là mình thở đúng hay không? Tôi xin góp ý về vấn đề thở sao cho nó trúng. Thì theo kinh nghiệm của tôi là đây là một trong những cách thở trúng, là mình thở vừa sức của mình thôi. Nghĩa là cái sức mình thấy rằng mình nghe người ta nói ồ phải thở 1 phút, 2 phút, 3 phút một cái pháp luân tuần chuyển. Nhưng mà mình ráng theo những cái đó, là có khi mình thở mình yếu mà mình thở mình nghe theo, mà mình ráng cố gắng như vậy đó, có khi mình bị đứt hơi hoặc là mình hụt hơi đó. Thành ra mình thở làm sao mà mình giữ cho nó vừa với cái sức của mình thôi. Mình như vậy là nó nhẹ nhàng mà nó thông mà nó tốt là được. Đó là tôi nói là một trong những cách thở trúng là của tôi là như vậy. Xin góp ý. Cái đó nó không đủ, tại pháp luân thường chuyển là nó cần phải đầy ngực, đầy bụng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Mà nếu mà mình thở mà mình không biết cái nguyên tắc á, thì không thể nào nó lên được. Giờ anh thở đúng hơi, hít vô thở ra vậy thôi, chứ nó không có đúng cái nguyên tắc, nó không có lên đầu được. Nó không có lên đầu được thì nó không có khai thông được. Mà làm sao cho cái hơi thở nó lên đầu được? Tôi tên Lai Sư Thiên ở Bành Đạo Canada. Ok, xin đóng góp. Thầy, tôi cũng có nghiên cứu về vấn đề thầy chỉ thở pháp luân tuần chuyển, chắc Bành Đạo cũng lắng nghe của thầy nói, thường nói nhắc là trước khi thở pháp luân tuần chuyển á, thì bạn nào cũng biết là để cái bụng trống sau khi ăn học 3 tiếng. Thì các bạn khi dùng pháp luân tuần chuyển nghĩ tới, luôn luôn nghĩ cái ý niệm của mình nghĩ tới đó là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở theo cái trình độ sẵn hơi thở của các bạn. Tại bạn các bạn mới vô mà thở giống như bạn nói, mà thở chậm, hít chậm, đó là những người thở lâu rồi, họ hít lâu đã thông rồi nên họ nhẹ nhàng hít nhẹ. Còn mình mới vô cái hơi thở bắt đầu, mình cũng dùng ý của mình ra lệnh cho lục căn lục trần là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Các bạn làm mỗi ngày từ từ, các bạn sẽ thấy cái hơi của mình càng ngày càng vô sâu. Đó, xin đóng góp như đó thôi. Xin cảm ơn Phật Đạo. Dạ, em tên Hạ Nguyễn, ở Boston, ở US. Em chỉ nghe băng thầy giảng nói rằng mình thở chưa làm pháp luân thường chuyển là sau khi ăn chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình thở nhẹ từ từ, hít vô từ từ, mà hít vô bao nhiêu thì thở ra bao nhiêu, từ từ thôi. Như vậy thì nó mới đúng, chứ khi mà mình, nếu mà mình hít vô rồi mình thở ra cái ào cái là như vậy là nó cũng không có đúng, nó không có đúng theo cái pháp làm, coi như là không có đúng. Phải hít vô từ từ, mà hít vô nhẹ nhẹ, mà cái hơi của mình bao nhiêu á thì mình cứ nương theo đó làm bao nhiêu, rồi từ từ nó mới dài ra thôi, chứ mình đừng có ráng hít vô nhiều quá rồi nó ép trong đó, rồi hồi mình thở ra cái phì ra cái nó chật lắc, nó không đúng. Dạ, cái đó là một trong những nguyên tắc thôi. Dạ. Một trong những nguyên tắc là nó phải như vậy. Nhiều cái bây giờ làm sao, bây giờ tôi có cái mối lo là cho những người mà hồi đó giờ học thiền một mình hoặc là không có được chỉ dẫn rõ đó, mà họ thở mà họ cũng không biết là họ thở đúng hay họ thở sai. Mà bây giờ mình nếu mà mình gia tăng cái thời gian công phu mà mình thở trật thì đâu cần gia tăng chi mất công, càng thở nó càng trật. Nên cái đó là cái mối quan tâm. Mà mình thở sai mà mình không biết đó, cái đó là cái
cái nguy hiểm nhất. Nếu mình biết mình thở sai thì không sao, mình từ từ mình sửa nó cũng xong. Nhưng mà cái khổ là nhiều người thở sai mà không biết mình thở sai, cái đó nó hoang phí thời gian vô cùng. Xin lỗi, tôi là ở Sacramento, tên là Nguyễn Thị Đường. Dạ. Khi mà ngồi công phu, dạ, khi ngồi công phu là khi xôi hồn xong là tôi ruột hai cái tay vô để ép bên cái hông, ép cái hông và cố gắng mình ngồi cho thẳng cái lưng, rồi từ từ khi mình mới hít vô tôi đưa cái hơi từ từ xuống, cái tôi cứ đầy rúng. Rồi khi tôi thấy nó đầy rụng rồi là tôi nghĩ là đầy ngực. Rồi tôi nghĩ nói là tung lên bộ đầu. Khi đó bộ đầu tôi được ruột thẳng của người tôi lên. Rồi từ từ thở ra. Tôi cứ theo gì đó tôi từ thở đúng 6 hơi. Rồi tôi thấy nó rất nhẹ nhàng và rất thanh tịnh. Là tôi qua tôi định là nó được liền. Không biết như vậy có đúng hay không. Dạ. Yeah. Thì cái đó cũng nãy giờ cũng chưa có ai nói rõ cái nguyên tắc mà để làm sao mà hít cho nó lên bộ đầu. Thì em có nhớ là trong một băng ông có nói là khi thở cấm kỵ nhất là cái vụ mà dẫn hơi với nén hơi. Hai cái đó là tuyệt cấm. Nên thành ra là mình nguyên tắc là mình cứ thả lỏng, tuân theo tự nhiên, tuân theo cái ý của mình. Để mình hít thở lên đầy rúng. Khi mình hít vào thì mình theo cái luồng hơi thở mà hít vào thì cái bụng mình nó phình lên, nó tương đương với cái lượng hơi mình hít vào. Rồi khi mà mình thấy maximum, mình không có nên cố gắng nén để mà cho nó. Một khi mình có ý là mình hít vô mà để cho nó bự hơn nữa, tức là nó mình mang cái tính là nó nén hơi rồi, mình không có nên như vậy. Mình chỉ có là mình thấy khi mình hít mình còn hít được thì mình hít, nhưng mà khi mình thấy không hít được là bắt đầu mình thả liền, chứ mình đừng có mà cố gắng mình gồng người lên, cái thành ra trở nên là nén. Rồi khi mà mình nói là đầy rúng, đầy ngực tung lên được bộ đầu á, thì mình dùng cái ý lực thôi, chứ mình đừng có dùng cái ý dẫn cái hơi đi lên theo cái lời nói đó. Và cái em bổ sung thêm một cái mà cái kết quả mà chứng tỏ mình thở sai á, là ngoài cái việc nóng sân si này kia, thì ngay cái lúc đó là mình sẽ cảm nhận được cái hơi của mình thở á, nó rất là nóng. Rồi mình cảm nhận liền được cái giống như cái hỏa gan này kia nó lên vậy đó. Khi mà mình thở mà đến vậy là nó lâu năm lắm rồi sai nó mới ra cái đó. Bây giờ mình làm sao? Cái vấn đề là làm sao bây giờ mình biết mình đang thở, tối nay mình thở này, làm sao mình biết mình thở trúng hay thở sai? Cái vấn đề nó mới là quan trọng. Bây giờ có theo các bạn cách nào hay nhất để biết mình thở đúng hay thở sai? Xin góp ý chỗ này chút xíu. Như cái câu hỏi mà anh Bảo nêu ra là làm sao mình biết mình thở đúng hay là cái đó, thì tôi nói thẳng là tôi cũng không có trả lời vô đúng này cái câu hỏi. Mà tôi xin nói nêu một cái cạnh để biết là mình thở đúng. Khi nào mà mình thở đúng á, thì mình sẽ thấy cơ thể mình ấm. Cái đó là cái triệu chứng thứ nhất. Cái thứ hai là vấn đề bài tiết rất là tốt. Thì đó là chứng tỏ là mình thở đúng. Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi ngược là làm sao mình biết mình thở sai. Tôi không hỏi là thở đúng nữa, mà giờ tôi hỏi làm sao mình biết mình thở sai. Theo các bạn thì cách nào hay nhất mà để biết nhanh nhất mình thở đúng hay thở sai? Có một cách rất là giản dị. Trên Mỹ Kim ở Montreal, Canada. Với mấy người mới đó, ngay cả mấy người cũ cũng vậy nữa. Có một cách nó rất là giản dị để biết mình thở sai, là mình thở tới 12 hơi rồi mình vẫn còn thở được. Nếu mà thở đúng đó, là 6 hơi đó là thiếu điều hụt hơi rồi. Mà giả sử mình thở nó không có được tốt thì tới 12 hơi cũng phải thấy mệt quá rồi. Còn nếu mình thở tới 12 hơi rồi mình thấy còn tỉnh, vẫn còn thở được nữa. Nếu mà 12 hơi còn thở được nữa thì là bảo đảm là mình thở yếu quá hoặc là không đúng và không có kết quả. Thở mà quá 12 hơi là thở yếu thôi. Cái đó là về cái trạng thái thở yếu thôi. Không hít nhiều cho nên còn hít được nữa. Còn thở sai nó khác à. Thở sai người ta hít 12 hơi, 6 hơi người ta cũng mệt rồi. Nhưng mà nó sai.
Bây giờ theo các bạn cái cách nào mà để biết mình thở sai nhanh nhất? Anh Bảo ơi. Hả? Tôi xin đóng góp cái kinh nghiệm của tôi là cái sức khỏe của tôi đã có một thời gian nó rất là yếu, nhất là sau khi mà mổ cái óc á. Thì có một lần thầy dặn tôi như thế này: anh phải thở pháp luân thường chuyển liên tục. Thế tôi mới hỏi thầy là liên tục có phải là mình thở đếm lại bao nhiêu hơi không hay là gì đó. Thầy bảo không, nhớ lúc nào là thở lúc đó. Thì tôi mới hỏi thầy nữa là thở theo cái sức của mình hay là cố gắng thở mà rung người lên á. Thầy bảo thở theo cái sức của mình. Thì tôi thấy rằng khi mình thở đúng, mình thấy trong người nó sảng khoái, nó có một cái sức mạnh. Mà nếu mà mình thở sai đó thì nó làm cho mệt. Mà khi tôi có cái dịp để mà chỉ cho nhiều người ngoại quốc, họ người Mỹ đó, nó tới họ học thiền họ thở đó, thì tôi nói với những người mà lớn tuổi, tôi đưa cho cái máy để đo cái tăng siêu, đo cái áp huyết xuất, áp suất huyết. Thì tôi nói bây giờ ông tập võ mà ông cứ cãi là ông thở rồi nín bao nhiêu hơi, đếm bao nhiêu hơi, ông thử đi. Bây giờ tôi đo cái áp suất huyết của ông. Bây giờ ông thở xong đi. Ông ta thở xong đo lên thấy nó vọt lên liền. Thế bây giờ một lúc sau tôi bảo bây giờ tập thở lại cho thật từ từ, làm sao cho cái hơi thở của mình thật là tròn. Cái quan trọng nhất là không có gián đoạn cái chu kỳ hít vô và thở ra. Thế sau khi người ta thở một hai cái là biết liền, ngồi dậy nói là bây giờ tôi thấy tôi khỏe quá, khóc. Thành ra cái hơi thở của mình là phải tùy theo cái sức của mình. Những người mà bắt đầu lớn tuổi mà sồn sồn như tôi á, mà thở mà cố gắng mà gồng mình lên ấy, thì thở xong chắc là đứt hơi luôn. Dạ cảm ơn anh. Thành ra thấy cái pháp luân thường chuyển nó không có đơn giản. Mà nhiều khi cái khổ nhất là mình thở sai mà mình không biết, mình tưởng mình thở đúng. Cái đó mới là nguy hiểm. Mà phần lớn tưởng mình thở đúng, cái đó còn nguy hiểm hơn. Dạ, tôi là Chính ở Mỹ ạ. Thưa, nếu mà mình thở sai, buổi sáng mình soi gương thì thấy nếu thở đúng thì buổi sáng mắt sáng, mặt tươi, tinh thần khỏe mạnh, vui vẻ. Còn nếu thở sai thì mặt mũi bơ phờ, mắt đỏ, khó chịu. Cái đó là cái kết quả của cái thở thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình biết đang lúc mình đang thở đó, là mình trúng hay sai, lúc mình đang hành đó, trúng hay sao, chứ đừng nói tới cái kết quả. Bây giờ nếu mà mình hành đúng cái pháp mình nó đúng á, thì từ từ kết quả nó sẽ đến. Còn nếu mà mình làm không đúng á, thì kết quả nó không bao giờ đến. Bây giờ mỗi lát nữa mình đi, tối nay mình về mình thiền, làm sao mình biết là cái thời thiền của mình, trong lúc cái thời thiền của mình, cái pháp luân thường chuyển của mình đang hít là đúng mà nó không có sai. Cái đó mới là quan trọng. Đoàn thì Mộng Nguyệt ở Vân Si nhà. Theo Nguyệt nghĩ thì khi mình thở đúng thì nhâm đắm mạch nó mới thông, mà khi thông rồi nó vô thiền dễ. Mình bây giờ tôi đặt cái câu hỏi lại cho nó dễ trả lời. Làm sao mình biết mình thở sai đi, cái đó dễ trả lời hơn là mình làm sao mình thở đúng. Tại vì mình, cái người thở đúng thì từ từ kết quả nó cũng tới. Nhưng mà bây giờ làm cho những người mà thở sai á, làm sao người ta biết người ta thở sai? Mà mấy chục năm ta nói tôi thở hoài mà không thấy gì hết, rồi làm sao mình biết mình thở sai? Cái đó mới là quan trọng. Chắc anh chỉ điểm luôn đi anh, câu này hơi khó. Thấy nhiều người hỏi lắm. Hả? Dạ kính chào quý bạn đạo, tôi tên là Vinh ở Atlanta, USA. Thì theo ý anh Bảo hỏi, theo Vinh nghĩ là anh Bảo chú trọng vào những bạn đạo mới tu hoặc là có thể tu lâu năm nhưng mà làm sai mình không biết là sai. Thì theo Vinh nghĩ đơn giản, thứ nhất là mình phải nghiên cứu cho kỹ phương pháp công phu. Mà mới nếu mình làm đúng theo phương pháp công phu mà cái xấu hơi của mình nó không trọn vẹn,
không hít vô được hay là không thở ra được trọn vẹn như theo phương pháp công phu hướng dẫn thì là mình có vấn đề. Và đối với Vinh, cách tốt nhất làm sao biết mình thở sai thì Vinh sẽ đi nhờ những người thở đúng chỉ dùm, kiểm tra dùm. Như vậy thì chắc chắn như anh Bảo kiểm tra dùm Vinh thì có lẽ Vinh tin tưởng là biết mình thở sai. Thì mình cứ tìm người nào đã thành được, đàn được những người đi trước kiểm tra cho mình thì là cách tốt nhất. Mà trong khi mình đang thiền, đang thở, mình biết mình thở sai hay không, cái hơi mình nó không tròn, nó giật giật, nó đứng đứng hay nó nhức đầu, đau bụng gì đó, nó đưa một cái kết quả không tốt thì nó phải là thở sai. Mà nếu thở sai rồi, nhờ người đi trước kiểm tra cho mình thì mình nghĩ đó là cách nhanh nhất ạ. Dạ đúng vậy. Đúng vậy, là nếu mà mình hay nhất là mình đưa một người đã biết cách thở kiểm tra cho mình thì cái đó là nhanh nhất. Chỉ cần dài hơi là biết là trúng hay sai, mà sai chỗ nào. Cái đó là nhanh nhất. Còn nếu mà mình không cần thì cái đó thì cái quyền của mình thôi, chứ đâu có ai ép buộc mình. Nhưng mà mình sẽ ôm cái, có nhiều người ôm cái sai đó mấy chục năm. Tức là tự bản thân mình không thể biết đúng hay sai hả anh Báo? Nếu mà mình đã được dạy cặn kẽ lúc đầu, lúc đó mình tự mình biết dễ hơn. Còn nếu những người mà học trên mạng, tôi dám bảo đảm là phần lớn là sai. Thì không đủ. Những cái lời nói mà nói qua ấy mà mình nghe theo đó mình làm nó khó đủ lắm. Thành ra cần phải người chỉ, mà chỉ cặn kẽ, chỉ đúng á. Vì đó cái đó cũng đã hiếm rồi. Thành ra cái quan trọng là cái chỗ đó. Chứ không phải gì, còn mấy người nào mà đã được chỉ cặn kẽ ngay lúc đầu á thì họ làm dễ dàng, đâu có gì khó. Mà họ thở sai họ biết liền. Họ biết cái nguyên tắc. Họ biết nó sai chỗ nào thì họ mà có phạm vô đó là họ biết liền. À bữa đó tôi thở không có đúng, bữa đó tôi thở không tốt. Còn những người nào mà hiểu sai nguyên tắc á, là thở đặt nhiều khi pháp luân chiếu minh cũng đặt nữa, chứ đừng nói chi pháp luân thường chuyển. Pháp luân chiếu minh cũng đặt nữa chứ đừng có nói chi pháp luân thường chuyển. Ở đây trong hội trường này có mấy người là cũng tu lâu mà cũng nắm vững cái cách thở đó, cũng như anh Trịnh Quang Thắng này, anh cũng hồi đó anh chỉ tu thiền đó, anh cũng rất là nắm vững cái kiểm soát về phương pháp công phu. Tôi cũng đã học được cái đó và tôi cũng biết kiểm phương pháp công phu, thì chỉ cần kiểm là biết là trúng, chừng vài phút là dài hơi là biết trúng hay trật liền, đâu có cần lâu. Nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ tới, mình nghĩ ồ chắc tôi thở trúng rồi đâu cần kiểm chi. Cái vấn đề là như vậy, muốn nêu lên là nêu cái vấn đề như vậy. Mà khi mà ngày nào mà mình mà thử kiểm chết là trật rồi, mà mấy chục năm mình không nghĩ tới để kiểm thử coi mình trúng hay trật. Thì giờ sẵn cơ hội ở đây, có người kiểm giùm thì mình đưa kiểm chút xíu là xong cái gì. Mà nhiều khi mình đi đại hội hoài mình không nghĩ tới cái chuyện đó, mình nghĩ chắc trúng rồi, đâu cần. Phải vậy không? Dạ thưa xin lỗi anh Bảo, anh hỏi lại một lần nữa cho anh Bảo bị gì. Anh nhiều đoạn quá thành anh không quên đi, anh hỏi lại một lần nữa thôi. Hỏi làm sao mình biết mình thở sai? Dạ. Bây giờ làm sao thở sai đó, nếu mình thở đúng thì trước hết á, bây giờ tôi nói cái thở đúng đó trước cái đã. Không, rồi, mà lúc đang lúc thở nha, không có nói tới kết quả nha. Các bạn quên kết quả đi nha. Dạ, dạ. Bây giờ đó, thì trước hết á, mình phải ngồi cái lưng cho thẳng, để cho cái xương sống mình là cái vũ trụ nó được lên, nó thẳng. Rồi sau đó mình thở ra, thở hết xẹp 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 cái bụng của mình, từ rúng mà đi lên tới trên. Cứ thở ra thả lỏng, đừng có nghĩ tới một chuyện gì hết. Thở cho thật xẹp. Xẹp xong rồi đó, mình mới bắt đầu hít vô, đầy rúng, đầy bụng. Rồi cái mình nói tung lên bộ đầu, mình cũng thả lỏng luôn. Mà mình thấy nó trơn tru, nó không có một cái chuyện gì, nó không có bực. Cũng như là mình chế nước vô mà cái chỗ này nó nghẹn chút, chỗ kia nó nghẹn chút. Mà cái đằng này mình thở, nó tự nhiên nó thông ra, nó đi nhẹ nhàng. Thì nó đã lên được một bậc, xong rồi nó lại tiếp tục, nó lại đi vòng vòng như vậy 6 lần. Mà 6 lần như vậy đó thì rất là nó khỏe khoắn. Rồi con người mình nó thoải mái lắm. Cái đó là tôi đã làm được. Còn nếu mà hồi xưa tôi chưa biết đó, thì tôi tập cái pháp này đó, tôi bị nó nghẹn hoài. Có khi nó nghẹn nó đưa từng, nó làm với cái gân của mình, nó nghẹn nó tức, nó đau tất cả ngực, nó đau cái. Tôi phải đi bác sĩ tôi coi tại sao mà tôi bị như vậy. Thì sau tôi tìm nó ra là tôi thở như vậy mà tôi hết bệnh.
Nó cũng không có thiếu cái nguyên tắc. Thành ra đây có nhiều người như anh Vĩnh rồi cũng đã thường kiểm soát phương pháp công phu, anh Thắng rồi cũng có thể kiểm soát công phu giúp các bạn được. Thôi. Anh về cho em hỏi thăm vậy, trong cái thường theo kinh nghiệm mà kiểm soát công phu á, vậy thì cái lỗi thường hay gặp ở cái pháp luân thường chuyển ở các bạn đạo mà thở sai á là gì? À, những cái mà thở sai á, thứ nhất á là cái hơi thở của mình á, cái tốc độ thở của mình á, nó không có tương xứng với cái sức của mình, cho nên cái hơi thở mình nó bị giật, nó không có tròn. Cái đó là cái thứ nhất, cái hơi thở nó không có tròn. Cái thứ hai nữa là không biết giữ cái bụng căng. Khi mà hít vô đầy bụng rồi cái bụng nó không căng, nó mềm xèo à, đẩy nó dẹp tới dẹp lui vậy nè. Nếu mà cái bụng ở dưới mà không giữ căng á thì không bao giờ cái hơi nó lên được hết. Thì cũng hít vậy như người ta vậy mà hơi nó không có lên bộ đầu. Những cái đó là thường, nhưng mà nhiều khi mình thở mình không có để ý, mình không có thấy. Mình không thấy là cái bụng mình á, lúc mà hít vô căng rồi cái láng nó xẹp lại, nó mềm lại. Nó không có giữ đó để tiếp tục mà hít lên bộ đầu. Cái đó là những cái mà dễ làm sai nhất là mấy cái điểm đó. Hoặc là thở, mình thở chậm quá đi, thành ra cái hơi thở mình nó giật, nó không có tròn. Nó không phải như cái bánh xe quay, mà là cái bánh xe giật. Anh bảo tôi không có ý kiến về hơi thở sai hay gì, nhưng mà Cúc Tích nói hỏi anh đó là ai vậy? Dạ tôi nè. Dạ chị ngồi tôi dòm xuống không thấy ai đứng hết trơn, không biết ai nói ăn nói. Tôi có cái đĩa đi đại hội rồi trên ban tổ chức tặng đem về để coi phương pháp công phu hàng năm á, thì tôi có một người chị chồng của tôi á muốn tu, thành ra tôi gửi cái băng đó về tới nơi chị nhận được luôn. Nhưng mà khi chị coi kỹ tới mấy ngày, cái cuốn băng mà của thầy ổng dạy về phương pháp công phu á, thì chị tập tới bây giờ là cũng gần 10 năm rồi. Thì anh nói là những người mà coi băng hay là coi trên internet gì đó có khi sai, thành ra tôi sợ mà chị tôi sai, thành ra tôi hỏi như vậy, là tôi gửi như vậy có được không? Ừ, cũng được, nhưng mà nếu mà có dịp á, thì chị nhờ ai mà đã biết cái kiểm lại thôi. Nghĩa là sai nghĩa là nó không có kết quả thôi, chứ thiệt ra nó cũng có hại gì, nhưng mà mình không có được kết quả mong muốn, nghĩa là mất cái thời gian á. Thay vì mình được kết quả nhiều hơn á, mà cái sự cố gắng của mình á, nó không có kết quả bao nhiêu. Chứ không có, thiệt ra thở cái này nó cũng có nguy hiểm gì, ngoại trừ đừng có đưa xuống đường điền thôi. Đừng có đưa xuống đường điền á, thì nó bị tẩu hỏa nhập ma, cái đó thì không nên. Thở mà thành ra mình mới nói đầy rúng là từ cái rúng trở lên á, để cho nó không có bị tẩu hỏa nhập ma, là cho mình ngừa cái pháp của mình ngừa cái tẩu hỏa nhập ma, là mình nói hít vô là đầy rúng, chứ không phải là nhiều khi mình nói đầy bụng, nhiều khi người ta đưa xuống hạ đơn điền á, là nó động tới quả tam muội, thì cái đó nó bị tẩu hỏa nhập ma. Thì sẵn đây Cúc cũng có mấy người bạn cũng muốn thiền cái pháp vô vi á, thì Cúc giới thiệu bằng cái đĩa đi đại hội mình. Dạ thì người ta cũng có cái căn bản để tu hành rồi, nhưng mà nếu mà có dịp á thì cũng nên kiểm, cũng như chúng ta ở đây. Có dịp đến đây á, không đưa kiểm nó uổng. Tại hồi cái thời mà thầy còn sống thầy cũng có huấn luyện một số cán bộ để đi kiểm phương pháp công phu mà. Ở hình như Vĩ Kiên phải không anh Long? Tôi xin hết vậy chứ nhiều thầy thôi. Có huấn luyện một số cán bộ để đi kiểm phương pháp công phu mà cần kiểm chứ không phải là không cần. Thầy cũng có dạy cách kiểm như thế nào nữa. Thành ra nếu mà mình tới đây mà mình không có đưa kiểm thì uổng. Em có một câu hỏi nữa liên quan về cái pháp luân thường chuyển. Như hồi nãy anh nói là khi mình hít vô mình phải giữ cái bụng mình phải căng để cho mới đầy rúng đầy ngực lên trung lên độ đặn. Khi mà cái mình hít vô thiệt ra mấy người mới ta hít vô mà ta khi mà ta đầy bụng là nó hết hơi rồi.
là không thể nào lên đầu được, tại cái hơi còn yếu. Thành ra hít vô đầy bụng là hết hơi rồi. Thì cái bụng giữ căng đó đi, thì giai đoạn đầu á, mấy người hơi yếu chỉ tập nhiêu đó thôi, hít vô thở ra, hít vô bụng thôi, nói tung lên bộ đầu chứ thiệt ra tới đó hết hơi rồi, đâu có tung lên được nữa. Mình những người tu lâu, cái hơi đủ dài, khi mà mình đầy bụng rồi á, là mình còn hít được nữa đó, thì mình phải giữ cái bụng mình căng, không có được xẹp. Nếu mà chỉ vừa căng cái bụng mà chỉ xẹp xuống á, là cái hơi nó cũng không lên đầu. Tức là cái ý mà đầy rúng, đầy ngực, tung lên cái bộ đầu là cái... bắt đầu cái lúc bụng mình căng hay là không. Lúc bắt đầu mình hít vô? Không, lúc mà vừa bắt đầu hít vô là hạ lệnh liền liên tục, cái đó là để cho lục căng lục trần. Nhưng mà cái sự kiểm soát hơi thở là mình phải hiểu. Mình ra lệnh cho lục căng lục trần nó thở thôi. Chứ cái sự kiểm soát hơi thở là mình phải làm chủ, mình phải hiểu rõ phải làm sao. Chứ mình ra lệnh mà tụi nó thở tầm bậy mình không biết là cũng tiêu, không đủ. Hạ lệnh liên tục, tức là hạ liên tục một lần hay là cứ đầy rúng rồi lặp lại một lần nữa? Không, liên tục một lần một, mỗi hơi một lần. Yeah. Trước khi mà bắt đầu hít vô là hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bầu rồi hít. Chứ không phải là đầy rúng trước rồi lát nữa đầy ngực, không phải đúng, cái đó không có đúng. Mấy cái đó là phương pháp đó mình đã nghiên cứu mấy đại hội mấy năm trước rồi. Về coi băng cũ lại là có đầy đủ hết, nếu chịu khó. Rồi, bây giờ qua cho anh Bảo. Em có ý kiến, dạ. Có câu hỏi. Bây giờ cái bà xã em hồi nãy nói là bà gửi cái cuộn băng nó cho chị của em, dạ. Ở Việt Nam thiền. Thì cái câu hỏi đặt ra là mình làm sao biết được cái người đó thiền thở đó, thường chuyển đó đúng hay sai? Thì cái cách mà để mà mình kiểm soát đó thì làm sao kiểm soát? Có phương pháp kiểm soát không? khó kiểm soát mà quy phi lắm. Cách xa nhau khó kiểm soát đó. phải để cái tay vô bụng rồi mới biết, lúc đó mình cảm nhận liền là cái luồng điện nó chạy tròn hay không. Chứ mà người ở xa mình khó kiểm soát lắm. Vậy thì cái mình có thể nhắc cho anh ta những cái nguyên tắc thôi để cho anh ta làm cho đừng có sai. Bây giờ đặt thí dụ em chán hại trường hợp em về Việt Nam đi, em gặp chị để em kiểm soát thì bằng cách là em đưa tay như thế nào? Em không biết cái chuyện đó. Cái tay á thì mình để hai tay lần. Lúc đó, hồi đó tôi không biết, tôi kiểm tôi để có một tay là thầy nói không được, phải để hai tay mới được. Một cái tay ở trước bụng, một cái tay ở ngoài sau thận. Thì khi mà mình cái tay mà trước bụng á, là khi mà mình hít vô á, là cái hơi mà nó tròn á, là tự nhiên mình thấy nó không có giật, nó hơi nó đi vô đều vậy nè, hít vô đều vậy, nó không có bị giật. Mà khi mà cái người đó đủ hơi á, họ còn tiếp tục hít được nữa, mình rờ cái bụng người ta căng, nó không có bị xẹp. Mà khi mà họ hít tung lên bộ đầu á, là mình thấy nó chạy qua sau thận, mình thấy cái luồng điện nó xông lên. Anh nói có luồng điện chạy sau thận, cái bàn tay mà để làm sao biết cái luồng điện nó chạy không? Vậy mà biết được á, nó có cái pression ở đó, mình biết là nó tung lên, nó có cái pression, nó có cái sự ép ngay chỗ đó đó. Là cái khi mà cái bụng mình nó căng rồi á, nó mới ép, mình hít vô nó mới ép đằng sau thận, mình cảm nhận cái đó là phải quen. Rồi thí dụ như cái đó là trường hợp những người họ tu lâu năm họ có hơi. Còn bây giờ những người mới, những người mới á, thì cái quan trọng là mình phải kiểm hơi thở cho họ tròn thôi, nghĩa là họ hít vô đầy rúng, họ vẫn ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nhưng mà cái lúc mà họ hít vô cái bụng họ phình ra rất là đều, nó không có bị giật. Và khi họ hít vô hết hơi rồi, cái bụng họ phải căng rồi, lúc đó họ hết hơi rồi thì họ thở ra liền không sao. Và họ phải còn điều luyện bằng pháp luân chiếu minh để cho cái hơi thở nó dài ra thêm, thì lúc đó họ mới đủ hơi để tung lên bộ đầu. Rồi giờ chương trình cũng dài, chắc cũng gần sắp hết giờ rồi. Bây giờ có hai câu hỏi mà tôi muốn hỏi kỳ này thôi. Xin mời các bạn ngồi đây luôn, không ngồi luôn đi ha. Có ai muốn lên không? Có ai muốn lên thì mấy người này xuống. Có ai muốn lên thì mấy người này xuống. Còn nếu không ai muốn lên thôi. Có ai muốn lên thực hiện dũng chí không? Thời cơ hội hết rồi đó nha. Cơ hội cuối cùng để thực hiện dũng chí của chính mình.
chứng minh chính mình là mình có dũng. Rồi đậu ai lên đi. Dạ, lên đi. À quên, nó mấy người đi, đi lẹ quá vậy. Mời các bạn cho một tràng pháo tay cho những bạn mà mới lên đi. Dạ, xin mời các bạn tự giới thiệu và cho biết mình từ đâu tới và cái số ID của mình. Dạ, em tên là Nguyễn Triều Đẩu, tới từ Pháp, ID số 23. Kính chào quý bạn đạo. Dạ, thưa em là Đoàn Thị Thanh Thúy ở tại Montreal. Xin chào các bạn đạo. À, tôi tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, từ Utah. À, số báo danh là US 294. Chào các bạn. Con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư, Đức Thầy và các vị bề trên. Con tên là Hoàng Kim, ở Arizona. ID là US 152. Dạ, con tên là Quỳnh Thị Ánh Nguyệt, bạn đạo đến từ Việt Nam. Số ID là 047. Dạ, cảm ơn các bạn. Thì cái chương trình hồi nãy thiệt ra cũng chưa có đầu sâu lắm nha, nhưng mà bây giờ tôi muốn qua một câu hỏi này, nó cũng là quan trọng, tại vì không có đủ giờ để kỳ năm sau rồi mình tiếp tục mình đào sâu lại cái gì mà mình phải cần làm nhiều ha. Bây giờ câu này nó cũng là rất là hay. Cái pháp của mình là pháp tự tu tự tiến, phải không? Mình có thể đóng cửa nhà tu cũng được vậy, phải không? Có cần đi tới gặp bạn đạo làm gì không? Rồi, xin mời các bạn trên đây trả lời. Pháp này là pháp tự tu tự tiến. Nhiều người nói pháp này là pháp tự tu tự tiến, nhà tôi đóng cửa tu, mình đâu cần gặp ai. Thì các bạn nghĩ sao? Anh nghĩ thì tự tu tự tiến mà đóng cửa thì chắc không có phát triển nhiều lắm. Tại vì sự trao đổi giữa bạn đạo nhau để rút kinh nghiệm. Theo em nghĩ vậy. Yeah. Còn gì nữa không? Là theo Đậu nói là phải cần gặp gỡ, mặc dù cái pháp này là tự tu tự tiến có nghĩa là cái gì? Mình phải hiểu rõ cái chữ tự tu tự tiến chứ. Thế nào kêu là tự tu tự tiến? Cho tôi xin trả lời cho thầy Hoàng Kim. Yeah. Nói nghĩa là tự tu tự tiến, có nghĩa thầy dạy là có nghĩa là mình tu thì mình tiến, chứ không có nhờ vả ai, và cũng mình không có ai mà điều khiển được mình. Chứ không có nghĩa là mình ở nhà mình muốn làm gì mình làm. Yeah. Nhưng mà mới đầu á, thì mình phải gặp người hướng dẫn mình, phải gặp người hướng dẫn cho đúng pháp, phải nghiên cứu cho kỹ trước khi mình hành. Và mình hành xong rồi thì mình cũng phải gặp bạn để mình thứ nhất là mình học hỏi về công pháp, phương pháp công phu cho nó đúng. Và cái thứ hai nữa là để mình mở tâm ra, mình gặp người này người kia và mình học hỏi. Những lần mà gặp và gỡ bạn bè ở trong thiền đường, những trong buổi học tập thì mình cũng học rất là nhiều. Và rồi đến mình đi đại hội thì cái cộng điển đó, nó rất là quý báu và có rất là có lợi, và mình học hỏi được thêm lời hay ý đẹp của thầy mà mình chưa có nắm được vững, thì bạn đạo góp ý cho mình hiểu thêm. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, còn các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Bảo nói lại. Giờ mình pháp này là pháp tự tu tự tiến, mình ở nhà đóng cửa tu được rồi á, đâu có cần đi gặp bạn đạo, đi tới thiền đường, đi đại hội làm gì ha. Dạ, theo em thì
cũng như mình tu á, mình làm được á, mình làm được thì mình tự mình hưởng thôi, chứ không có ai giúp mình hết trơn á. Mình có cần đi gặp bạn đạo không, là đóng cửa nhà tu mình được rồi, đâu cần gặp ai, cô lập mình đóng cửa mình ở nhà tu mình pháp nên mình đã nhận pháp rồi, giờ tu mình thôi chứ đâu cần gặp ai, gặp bạn đạo có ích lợi gì không? Là sao là gặp bạn đạo gặp bạn đạo ở đây có ích lợi gì không, mà tới thiền đường có ích lợi gì không, mỗi tuần? Dạ có chứ. Cái nào tốt hơn? Dạ. Cái nào tốt hơn? Dạ em thấy hai mặt ở nhà cũng tu cũng tốt, mà đi gặp tu cũng tốt. Phải học đủ không? Không, cái nào tốt mình phải biết tại sao tốt mà tại sao không tốt chứ. Bây giờ tại sao đi gặp bạn đạo tốt? Mình học hỏi những anh chị đi trước. Rồi gì nữa? Ngoài cái việc học hỏi là còn cái gì nữa? À, khi mình bị kích động thì mình có cơ hội gì? Dạ chưa. Cũng cái... cũng có nhiều cơ hội phải không? Còn gì nữa không? Các bạn ở dưới có gì, có ai muốn đóng góp không? Dạ, xin ai muốn đóng góp xin mời đứng dậy. Alo, tôi xin đóng góp. Chứ mình bảo nói mình tu mình chỉ đóng cửa ở nhà thì ca dao Việt Nam mình ta nó có câu nói như thế này nè: ăn cơm thì phải có canh, tu hành thì phải có bạn. À, cái này canh chua này ngon ha. Rồi, còn thưa quý bạn đạo, tôi là Trịnh Quốc Cường, bạn đạo Hawaii. Trước hết là trả lời ngay câu hỏi của anh Bảo là tại sao mình tu ở nhà, mình tự tu và tự tiến, đúng rồi. Nhưng mà tu theo kiểu đó là một mình về trời không à. Mình không có thực hiện cái lời của ông thầy là mình vai pháp. Và như anh Bảo và những số bạn đạo ở đây đã trả pháp, những người đã biết được pháp, bây giờ nhiệm vụ của vô vi bạn đạo là phải vai pháp xong, ông thầy đã cho mình rồi, thì mình nói với những truyền lại hay là xin lỗi, trao đổi kinh nghiệm với những người bạn đạo khác. Đó là tại sao mình không có về trợ mình, là cái pháp của mình. Yeah. Câu thứ hai là ngoài đời chút xíu, là từ hồi sáng đến giờ và đến trưa, thì rõ ràng mình rất là cảm ơn anh Quỳnh Minh Bảo ở đây. Ảnh là cái người điều khiển chương trình rất là tốt. Nhưng những người trong ban tổ chức đã chọn mặt gửi vàng, những người lớp trẻ của Vô Vi phải cố gắng học tập cho nhiều và phải dùng cái dũng chí như nãy giờ mấy anh em nói, thực hiện làm sao để những người bạn trẻ sẽ hơn những người hiện giờ, tức là sống sau lúc nào cũng đè sống trước. Và vô vi mình lúc nào cũng luôn tiến mạnh. Từ lúc cái băng không nghe rõ tới bây giờ băng nghe rất rõ ràng mà rất là hay. Đó thì làm sao vô vi, những người trẻ của vô vi cố gắng học tập, cố gắng dũng chí để vô vi càng lúc càng phát triển vững mạnh. Thôi xin hết. Xin ban kỹ thuật cho nghe cái phần số 28. Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa Thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bạn đạo? Thưa Thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không? Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín, cầu sinh, động loạn. Mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè, cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau. Chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không, và thích ngồi gần với tôi không, và tôi thích nói chuyện với mọi người không.
Đó chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình, chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hốc, không có đi đâu. Không đi đâu ai chứng minh cho mình tiến bộ. Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch nha, ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó. Để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa. Thì nó thấy rằng con người đó tự tu, tự tiến là đạt được sự thanh quang cởi mở và thường độ được bạn đạo. Thì lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này, thiền viện nọ để nói đạo, học thêm trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn. Đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình. Vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình. Thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ bất trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi, do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, dẹp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng dựng lẫn nhau, để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cơ hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Và khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy dễ mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liên tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. Trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong, nó đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu, chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được, phong ba bão táp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được, thì ta mới thật sự là người tu vô vi. Tu vô vi. Thầy giảng rất là hay phải không? Nên ra kỳ này mình nghe cái này thì chắc mỗi năm phải đi đại hội rồi ha. À, những bạn đạo nào bỏ lâu năm quá nghe cái này chắc năm sau chắc cũng phải đi đại hội tiếp ha. Bây giờ còn một câu hỏi chót thôi. Bây giờ tôi xin đề nghị là các bạn ngồi đây luôn đi, tại câu hỏi chót này tôi cũng muốn đem ra. Vì có nhiều bạn nói là bây giờ tôi tu khá rồi, bây giờ tôi dùng ý để thực hành. Vậy chứ khi có khi nào mà cái pháp này có cái lúc nào mình không cần hành mấy cái pháp này bằng thân pháp hay là
Có lúc nào mà mình thấy không cần phải làm cái này là mình ý đủ rồi. Khỏi cần làm sơ hồn mà để tay vậy, khỏi cần thở bằng bụng, khỏi cần ngồi, mình làm tất cả bằng ý. Có lúc nào mà mình có thể làm được như vậy không? Có ai nghĩ là mình có thể làm được như vậy không? Mình qua thực hành cái pháp bằng ý rồi, mình không cần làm bằng tay chân nữa. Có ai nghĩ là... Đã, dạ, xin mời chị. Xin mời chị. Tôi nghĩ khi mà mình trụ được luồng điển ở trên bộ đầu rồi á, thì tất cả những gì tôi học á, tôi học từ trong cuốn băng của thầy hết. Dạ. Thì thầy lúc nói là nếu mà luồng điển mình trụ trên bộ đầu rồi á, thì mình dùng ý để soi hồn. Tức là tới lúc mà soi hồn á, thì tôi ra lệnh là tập trung ba báo linh tinh khí thần ngay trung tâm bộ đầu. Thì luồng điển tôi tự động nó chạy. Yeah. Nó rút, nó chạy. Rồi đến lúc mà tôi muốn chuyển qua, tôi thấy đủ thời giờ rồi đó, thì tôi chuyển qua pháp luân thường chuyển á, tôi ngưng lại chút. Thì bắt đầu tôi ra lệnh pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Yeah. Đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thì cái luồng điển trên bộ đầu tôi lại tiếp tục di chuyển, nó tiếp tục chạy ở trên đó đó. Rồi đến lúc qua cái thiền định, thì dĩ nhiên thiền định là bằng ý rồi, đâu có phải dùng cái gì đâu. Thì mình cũng tiếp tục là tập là con xin xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Thì tôi ngồi cũng là luồng điển nó rút vậy thôi. Mà khi mà cái luồng điển mình có rồi đó, hồi lúc trước tôi ngồi tôi thiền cỡ 1 tiếng, 2 tiếng ngồi thôi. Bây giờ tôi ngồi được 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Cái luồng điển nó cứ rút hoài, mình cứ ngồi hoài. Cho đến lúc nào mình muốn đi ngủ thì thôi. Rồi qua cái soi hồn, qua cái niệm Phật, giờ tôi thấy nó cũng dùng cái luồng điển để mà áp dụng vô rất là tốt. Khi mà mình bắt đầu vô mình niệm Phật á, thì mình niệm theo cái 6 cái luân xa của trong cơ thể mình, để mình dễ dàng mình mở cái lục tâm thông. Thì lâu ngày cái mình bắt đầu mình thường niệm, tức là mình thường xuyên niệm Phật. Mình niệm, mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng niệm được hết. Thì lâu ngày cái luồng điển sẽ trụ trên trung tâm bộ đầu của mình. Thì nó là cái tâm điển của mình. Nhưng mà một thời gian sau nữa đó, tôi lại nghe thầy nói á, nếu mà mình có điển rồi đó, thì mình dùng cái chữ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà cái chữ nhớ đó nó nhanh gấp triệu lần của cái niệm. Nhưng mà cái nhớ thì nó không có dễ. Tại vì cái nhớ đó mình phải ngồi xuống, mình niệm rồi từ từ mình tập vô cái nhớ. Mà cái nhớ nó thật sự là phải là về sự thanh tịnh nó mới nhớ được. Tại vì cái nhớ đó rồi nó sẽ vô trong nó vô trong cái điển giới, không phải còn nằm ở trên bộ đầu nữa. Thì cái đó tôi đang tập thôi. Dạ. Thì dạ. Dạ, như vậy ơn. Đủ chưa? Dạ, cảm ơn chị. Thì bây giờ thì giờ không có nhiều quá, thì tôi xin đề nghị là các bạn nghe băng của thầy giảng. Tối anh Bảo cho tôi nói một vài câu. Tôi vô đây tôi thấy trên khán đài có một người tôi ngạc nhiên lắm, đó là cô Thúy. Có cô ngồi thứ nhì á, cổ không phải là một bàn đạo, cổ là người lo cho bà Tám, đúc ăn hàng ngày, tắm rửa, chồi đít. Cô Thúy, cổ canh thầy, cô coi video thì cô mới tắm, cô mới tò mò, cô tới đây. Có cổ trên khán đài tôi muốn biết cảm tưởng của cô là gì. Thưa các bậc đạo, hôm nay em có mặt sự hiện diện ở đây cũng là nhân duyên gặp được chị Lương Sĩ Ải Tuyết đã đưa dẫn em tới để làm việc cho bà Tám. Và em cũng được hiểu biết những gì bằng ảnh về môn pháp vô vi. Và thật sự cái tâm em trước khi em vô làm việc, em rất là muốn thiền. Em chưa biết gì vô vi ở đây hết á. Mà đây em cũng biết là cái nhân duyên của em. Thì ngày hôm nay em ở đây xin cảm ơn anh chị và tất cả Phật đạo. Vậy thôi. Cảm ơn anh.
Dạ, xin cảm ơn cái sự phát tâm thành thật của chị, rất là cảm động. Dạ. Dạ. Bây giờ là em xin phúc 2 phút nói chuyện với anh Bảo. Em đã gặp được anh trên băng, những cái băng đại hội mà đến chuyện này em thấy thật anh ở ngoài. Thì có những cái technique mà hồi nãy anh cho hiểu thêm cái phần anh giảng là làm sao kiểm soát được cái hơi của mình đúng hay sai, em chưa hiểu cái đó. Thì hy vọng là có thời gian anh chỉ cho em cái nhỏ nhỏ để em biết kiểm soát cái hơi thì, em đúng hay thì, sai. Thì để dịp ngày mai sau buổi họp buổi sáng tôi sẽ kiểm cho chị thì hay nhất. Với lại xin nói với anh, nãy muốn kiểm soát phương pháp công phu, trước khi mà mình muốn kiểm cho người ta là ít nhất mình cũng phải biết mình là thở đúng rồi mình mới đi kiểm được. Tại vì nếu mình không có biết cách nào thở đúng mà mình chính mình thở chưa đúng á, thì không thể nào mà mình kiểm cho người ta được hết. Cái đó nó nguy hiểm, là thể có thể mình sai thì mình truyền cái sai cho người khác nè. Thì để sáng mai sau buổi họp buổi sáng đó thì mình hẹn nhau ngoài này, tôi sẽ tìm cái phòng để kiểm soát cái hơi thở cách thiền của chị. Dạ em chưa biết thiền đâu nha. Không, thì kiểm soát thì bây giờ nếu mà chưa thiền thì phải vô soi hồn. Dạ. Pháp Luân Chiếu Minh. Dạ. Pháp Luân Chiếu Minh cũng phải cần phải kiểm, với nhiều người thở Pháp Luân Chiếu Minh cũng sai. Dạ. Rồi 6 tháng sau, năm sau gặp lại thì sẽ kiểm lại tiếp. Ha. Phải kiểm lại cái cách làm. Dạ, cho nó đúng anh. Dạ không có chi. Thì bây giờ xin bây giờ thời gian nó cũng cận quá, không biết nên để ngày mai nghe nha. Còn có 5 phút à. Bây giờ nghe đỡ một phần đi, tại nhiều nhiều phần lắm. Bây giờ nghe đỡ một phần đi nha. Nghe số 59 thì xin mời ban kỹ thuật cho nghe số 59, rồi mai mình có thì giờ nhiều hơn mình nghe tiếp ha. Là một số người tu tự cho mình là có trình độ, có cần phải tiếp tục thiền theo ba pháp của thầy không, hay là chỉ cần thiền định là đủ? Hoặc có trình độ người tu nào không có trình độ, người tu nào không có thiền nữa hay không? Rất có rất nhiều người, khi mà có người mà chung thủy có đầu có đuôi thì trước sau sao sao vậy, để chi? Trước khi tôi biết đạo tôi có pháp soi hồn, pháp luân thiền định để dọn mình thăng hoa đi tới chỗ thanh nhẹ. Mà bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi nhắm mắt tôi xuất tôi đi, tôi không cần cái chuyện đó. Cũng như hồi trước ta không có tiền ra xuống bếp nâng niu cái nồi cũ, ha, kè đôi đũa hay là cái giá, chúng ta cũng không muốn nó bể và không muốn nó mất. Mà bây giờ không cần nữa. Thì cái đó là tự phụ lấy mình. Và sau này tu một thời gian đổi pháp cho ta lại, rồi dẫn sai người khác. Bởi vì đi tới chỗ đó cái trình độ nó không có cao hơn nữa, mà nó cứ ở trong cái mê tỉnh tỉnh, rồi ở trong cái giới đó, hiểu cái giới đó thôi. Rồi khi mà dạy người ta tu tới đó mình bí rồi không có tiếng. Bởi vì cái pháp tu thiền của cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này là chỉ nhìn cái xe đạp chỉ biết răng kề răng chạy tới, rồi chỉ nhìn xe hơi cũng răng cọ với răng đi tới, rồi chỉ nhìn máy bay cũng sự cọ sát đi tới, chỉ nhìn cái quả tiễn cũng là sự cọ sát của lửa mà tiến tới. Nó phải cần cái cọ sát, cho nên cái khởi đầu là cái sự cần thiết. Mà mình tu từ nào giờ mà mình bỏ cái khởi đầu không được. Bởi vì mình còn thể xác. Thể xác nó có thể biến, nó có biến thể bất cứ lúc nào. Và nó tự phản. Tự phản nó. Tự phản nó là nó phản thầy. Cho nên chỉ làm cha mẹ, làm thầy cũng vậy. Chỉ thấy rằng chỉ dạy được một đứa con không ngoan, mà từ ngày này tới ngày mà nó đạt một chút không ngoan, nó thông minh, nó tưởng là nó hơn cha mẹ nó. Nó bỏ cha mẹ nó đi thì cũng đau lòng. Nhưng mà chuyện đó là chính nó bỏ, nó quên cha mẹ nó. Cho nó có cha mẹ nó rồi mới có nó. Thấy không? Có thầy nó dạy nó mới hiểu vô vi. Nhưng mà tới đó nó không cần. Cái pháp của ông thầy của tôi lạc hậu, xưa quá. Bây giờ tôi đổi mới đi. Thấy không? Còn hay hơn nữa. Nhưng mà đi đi lại lại nó dạy người ta không được. Bởi vì con người từ trần trượt mà ra.
thì phải dùng cái kỹ thuật thô sơ trước rồi mới đi tới kỹ thuật tinh vi. Thì nó lấy cái tinh vi nó đổ ngay cho cái người thô sơ trật lắm. Thì thấy không? Thì tất cả từ đất cát hội thành. Bây giờ nó chê đất cát, lấy đâu mà làm cơ cấu để tiến hóa? Nó cứ nói về trời Phật, nó nói về hư không, nó nói về tâm pháp, nó nói này kia kia nọ, lý thôi. Ta nghe thì hay thiệt, nhưng mà hành không được, mở không được. Còn cái kỹ thuật này là kỹ thuật tự hành, tự mở, bất cứ ở góc trời nào mình cũng có cơ hội tự giải cho chính mình. Và mình cũng sử dụng sự cỏ ho sát của nội tâm để tiến hóa. Dù ông thầy không có đó, nhưng mà hoàn cảnh là ân sư, nó kích động và phản động rồi chúng ta mới năm đó mà đi tới. Cho nên nhiều người ta đạt được một phần, ta tưởng là ta hết, tôi học hết của ông Tám rồi. Nhưng mà kỳ thật ông Tám học của cả càn khôn vũ trụ, học hoài, học cả con dế ông Tám còn học, con kiến ông Tám còn phải học. Cái hạnh của con kiến mà ông Tám ngồi suy nghĩ, thấy cái hạnh của con kiến nó là tự lực căn sanh, vô cùng dũng mãnh, không kể sự đau đớn, không kể sự bị chết chóc tức khắc trước mắt đó, nhưng mà nó vẫn kiên trì xây dựng tổ ấm cho huynh đệ của nó. Thành ra con kiến ông Tám còn phải bay phục mà để học, đừng nói chuyện con người. Cho nên nhiều người học được một khía cạnh tưởng mình hay quá, nhưng mà cái đó rồi bài học sẽ dạy, rồi rốt cuộc rồi cũng quy về một mối mà thôi. Thì không nên, các bạn đạo không nên lo rồi cứ người đó tu cao, họ không còn sơ hồn, không còn pháp luân, không còn thiền định, rồi sau này họ thế nào? Họ có làm, họ có đụng độ, họ mới thức tâm, họ mới thấy cái giá trị của sự khởi đầu và sự bền vững kiên nhẫn thực hành của chính họ. Và khi họ mất được, mất cái bền vững kiên trì nhịn nhục đó đó, họ sẽ mất cả một cái quả vị tốt đẹp ở tương lai. Cho nên tôi đem xác thân này, xác thân tôi cảm thấy là xác thân trần trượt ở trần gian, mọi khía cạnh tôi đều tham gia, mọi khía cạnh tôi đều phải dấn thân vô tôi học hỏi. Và khi tôi nói ra phải đúng bằng chứng, và chính tôi đã nếm qua những mùi đó. Thì tôi không có nói không như những người kia mà đọc sách gì, ban những lời chê khen mà không hành được, không dám hành, không dám dấn thân vào đó để cảm thông mọi sự việc, mà dùng lý luận rồi nuôi dưỡng sự ấm ức trong nội tâm nội tạng, thành ra trì trệ và không có thăng hoa nào. Mà con thắc mắc là bác mới rài là nông tường hôm qua là khi mà thầy giảng cho bác Sáu xong là cái vấn đề mà mình còn cái xác thì phải làm ba cái pháp thì cho nó đầy đủ. Nhưng mà cái ngày mà con chở bác đi lên Paris gặp thầy ở nhà bác Nam đó, thì bác kể cho thầy nghe là cái trình độ của bác như vậy như vậy. Thì thầy mới nói với bác rằng là bây giờ chị phải soi hồn bằng ý, chuyển pháp luân bằng ý và thiền định bằng ý, chứ không còn làm ba cái kia nữa. Thì theo con, rồi chính vì vậy mà về đó bác mới hiểu lầm cái lời nói của thầy, mà bây giờ trong vòng cái thời gian đó bác không có làm như vậy nữa. Thì cái ý con muốn hỏi thầy là như vậy thì có thể rằng khi thầy giảng chúng con có thể hiểu lầm hay không, đâu có vấn đề mà. Đâu có gì hiểu lầm, cái soi hồn pháp luân thiền định bằng tay và bằng hơi, cái đó là học cho cơ tạng từ hồi nào giờ. Bây giờ tăng thêm cái chuyện công phu, phải làm bằng ý, mở thêm một lớp nữa. Cũng như người ta đọc kinh tới, trong chùa người ta đọc kinh tới cái bản kinh này, rồi sau này người ta gia tăng thêm một cuốn kinh nữa ta đọc. Người ta cũng phải đọc từ đầu tới cuối à, chứ không phải tôi đi tới giai đoạn này rồi tôi bỏ cuốn kinh, miếng cái cuốn kinh này không được. Cái luật nó không phải vậy. Có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, mình phải làm hết ba. Mà cơ tạng mình là thượng trung hạ, đâu có phải một giới, thấy không? Thì từ đó là tại sao bác Sáu đã làm từ hồi nào giờ, thì cái chuyện của bác Sáu luôn luôn có người ta tới, người ta học đạo, người ta bảo cũng phải làm soi hồn, làm cho người ta coi đó, phải làm pháp luân thường chuyển, rồi ba thiền định, rồi cái chuyện mà đi sâu vào trong nó dùng ý,
Cái đó là gia tăng với trình độ của bạn mới nói cho bạn nghe vậy thôi, chứ không phải nói cho người khác. Cho nên mỗi một người đào hỏi thầy chỉ gia tăng theo cái khía cạnh có thể phát triển được cho chính họ, nói vậy thôi thôi. Còn cái chuyện thường mà đâu có gì đâu mà sao. Nhưng mà bà bỏ bà không làm, nhưng mà giờ nói lại bà làm cũng được, nhắc thường vậy thôi. Chứ cái quan trọng là cái ý. Về phần của bà là gì? Cái ý sơ hồn. Mà Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Cái đó là bà biết trong thâm thâm, giữ ngắn gọn trong phần hồn để tu tiến. Còn cái thể xác là bà còn ăn, là bà phải còn điều luyện chứ. Không điều luyện nó hư còn gì, phải không? Dạ con xin cảm ơn. Các bạn nghe chắc cũng đã hiểu rõ rồi phải không? Đến đây chương trình cũng đã chấm dứt. Thì ngày mai chúng ta sẽ có một buổi học tập tự do đặt câu hỏi cho hội trường đó. Thì nếu mà có còn vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ bàn thảo thêm. Trước khi mà chấm dứt xin chị Mai lên đây rút thăm quà để phát cho bạn đạo trước khi nha. Xin mời các bạn ngồi lại tại chỗ chút xíu đi, nén lại chút xíu. Bây giờ đó là cái màn hấp dẫn hơn. Hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều bạn đạo bây giờ rút thăm nha. Hôm nay tại vì ngày chót thì chúng ta có 3 quà, hồi sáng có 2 thôi. Và thưa cái người bạn đạo đầu tiên là có bà con với Đức Thầy là chị Lương Trần Mỹ Linh, US 125. Xin chị mời chị Mỹ Linh lên nhận quà. Hình như chị Mỹ Linh cũng đi lần đầu tiên có phải không ạ? Hình như bạn đạo nào mà đi lần về đầu tiên thì cái đầu ordinator này nó ghi hết rồi. Phải đi lần đầu tiên không chị? Dạ đúng rồi, thành chúc mừng chị. Mong chị sẽ đi được rất nhiều đại hội kế tiếp. Chị mà học xong hết 128 giga đó thì chị đố vui để học hay cái gì chị cũng đứng đầu hết trơn á. Dạ, bây giờ tới cái người thứ nhì. Dạ thưa, cái này là một cái bạn đạo trẻ mà được rất may mắn mà trúng sổ đi đại hội Canada năm nay là anh Trần Minh Chánh VN029 ở Việt Nam. Ông trời ông chọn đúng ghê ha, không phải Xuân Mai đâu nha, đừng nói tôi thiên vị nha. Dạ cảm ơn em rồi. Cũng chúc mừng em và mong em cũng sẽ là mầm non vô vi, em sẽ là tiếp tục sau này các chú các bác đi xa lăng hết em tiếp tục em làm nha. Dạ yeah. Rồi cái người chót là người chót là chị Quỳnh Thị Ánh Nguyệt. Chào, năm nay Việt Nam sao mà được được với giúp đỡ nhiều quá vậy chị Quỳnh Thị Ánh Nguyệt ở Việt Nam VN047. Quỳnh Thị Ánh Nguyệt cũng là làm tôi hồi hộp lắm. Tại vì là chị xin đi Canada, rồi cái chị nói công chuyện gia đình, chị rút ra, rồi chị nhảy vô, rồi chị nhảy ra. Rốt cuộc chị cũng được quà an ủi. Rồi mong chị kỳ sau ghi danh đầu, từ đầu không rút ra rút vô để em đỡ hồi hộp. Cảm ơn chị Ánh Nguyệt nhiều lắm. Yeah.